Chào mừng các anh chị và các bạn đến với chúng tôi trong buổi sáng thứ bảy ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi ở webinar Megatrends Shopping Trends. Đây là một webinar trong xuyên suốt trong một chuỗi webinar The Future of Work của chúng tôi. Và trong webinar Megatrends Shopping Trends này, chúng tôi với sự phối hợp của Đại học Văn Lang hôm nay xin rất vinh hạnh được đón tiếp các diễn giả có cô tiến sĩ Võ Hồng Hạnh, giảng viên bộ môn marketing tại trường Đại học Văn Lang. Có chị Lê Thị Đoan Trinh là giám đốc nhân sự giao hàng nhanh. Có chị Văn Thụy Tuyền An là quản lý cận thuốc nhân tài tại Manulife ở Việt Nam, Myanmar và Cambodia. Và có anh Huỳnh Công Thắng là sáng lập Lead the Change. Và tôi là moderator của buổi nói chuyện ngày hôm nay là Thi Anh Đào, CEO của ISO3 Việt Nam thuộc tập đoàn Nansen. Thì như lúc đầu Đào cũng có giới thiệu, hôm nay chúng ta sẽ trao đổi một cái chủ đề khá là thú vị đối với các bạn trẻ, đó là những cái xu thế lớn mà ngay cả những cái người mà làm tuyển dụng như chúng ta đang đối mặt, và những cái xu thế đó nó cũng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến môi trường làm việc cũng như là những cái cơ hội việc làm sắp tới đây cho các bạn trẻ, đặc biệt là những bạn trẻ ở trong cái độ tuổi 20 cho tới 25. Thì cho phép Đào hỏi các anh chị cái câu hỏi đầu tiên. Nó có một chút xíu cái hơi hướng khá là mang tính thời sự một chút. Thì mình cũng biết rằng 2 năm vừa qua là mình đã trải qua 2 cái đợt dịch lớn, dịch Covid đúng không ạ? Ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Như vậy thì mọi người thấy rằng có một cái điều mà chúng ta hay nói với nhau là sau cái đại dịch này thì thế giới sẽ không còn như trước nữa. Như vậy thì là những cái người mà làm trong ngành nhân sự á, thì mọi người thấy rằng cái đại dịch này nó đã ảnh hưởng như thế nào đến những cái gì mà mọi người đang nhìn thấy ở trong chính những cái doanh nghiệp mà mình đang hỗ trợ về mặt nhân sự. Thì chắc là xin phép cho em mời chị Tuyền An trước. Ok, cảm ơn Đào và cảm ơn quý vị khán giả và các độc giả cùng đang theo dõi. Câu hỏi của Đào khá là hay và cũng là cái câu hỏi khá là chung, chị em cũng khá là thú vị, cũng có tìm hiểu trước. Đối với cá nhân chị Tuyền An á, thì làm trong ngành nhân sự cũng 15 năm, và đây là cái 2 năm gần đây là 2 cái năm mà nó thay đổi nhanh với cái tốc độ chóng mặt nhất. Nó đi vào cái cuộc diễu hành của Megatrends mà hồi trước giờ nó không có cái chữ Covid, hồi trước giờ chỉ có ok về dân số, về kinh tế, về những cái ngành công nghiệp thôi. Thì khi Covid diễn ra cụ thể mình thấy rất là rõ, với chị Tuyền An thì cái điều đầu tiên nó là cái thứ tự ưu tiên trong doanh nghiệp lẫn cả trong gia đình mình bị thay đổi, cái trật tự nó bị thay đổi. Và đáng lẽ là nếu như mình có một cái sự chuẩn bị trong quá khứ sớm hơn thì mình sẽ không bị những cái struggle, những cái khó khăn ở hiện tại. Và tương tự như vậy, mình sẽ hiện tại mình chuẩn bị gì để mình không gặp những cái khó khăn trong công việc, trong cuộc sống, ở bức tranh tương lai sắp tới. Cái thứ hai mà chị Tuyền An thấy nó thay đổi lớn nữa đó là cái hành vi ứng xử của mọi người. Ngày trước mình ứng xử trực tiếp với nhau mình rất là dễ, còn bây giờ mọi thứ nó được connect từ xa, thậm chí là mình giao tiếp, mình nhìn nhau qua ánh mắt và hiểu cái nụ cười của nhau hay cái sự khó chịu của nhau qua ánh mắt hay là qua một cái màn hình vi tính. Và thậm chí là cái chuyện mà rõ ràng nhất là mình muốn mua một cuốn sách giáo khoa cho con cũng không có thể đi ra nhà sách, và mọi thứ nó đều online, nó không còn face to face nữa. Còn một cái cuối cùng nữa thì chị Tuyền An nghĩ rằng là các bạn sinh viên ở đây cũng như cô Phụng và Thi Thắng, chị Trinh cũng sẽ đồng ý, đó là cái quan niệm về work-life balance. Nó hầu như nó khác rất là nhiều. Ngày xưa là đi làm 8 tiếng rồi về với con, còn bây giờ là trong cuộc sống nó có công việc và trong công việc nó cũng có cuộc sống. Mặc dù mình ngồi ở nhà mình làm việc á, nhưng mà chưa chắc là mình kết thúc công việc sớm hơn khi mà mình đi làm ở doanh nghiệp. Bởi vì thật ra làm việc ở online nó khó hơn rất là nhiều để mà hiểu được nhau, để mà truyền tải được cái thông điệp cho nhau. Nhưng mà trong cái lúc mình đang họp với công ty như vậy, đang trao đổi vấn đề như vậy, mẹ kế bên bưng dĩa trái cây cho ăn đúng không? Hoặc là cái lúc mà mình không có họp thì cũng kịp xuống dưới chạy lấy cái ly sữa cho con, mà là cái điều mà ở trong doanh nghiệp mình không có làm được đó. Thì chị nghĩ là cái thú vị và cũng là một cái nó mình chưa quen, nó khá là áp lực, đó là cái khái niệm về work-life balance. Và nó đi đến một cái ngữ cảnh, cái concept sớm hơn, mới hơn, và mình cần phải làm quen với nó.
Chị Tường Anh chia sẻ thì em nhớ đến một cái điều là ngày xưa á, thì ở cái thế hệ của chị em mình thì chúng ta hay nói về work-life balance. Và các bạn trẻ mà ở thế hệ khoảng từ 18 đến 25 mà mình gọi là Gen Z á, thì các bạn không còn khái niệm đó nữa mà là work-life integration. Nhưng mà có vẻ như khi mà dịch Covid đến á, thì bây giờ bản thân chúng ta là những người đang phải thay đổi theo cái xu thế mới của các bạn, đúng không ạ? Còn chị Trinh thì thấy sao ạ? Cảm ơn Đào và xin chào các bạn khán giả, xin chào bạn sinh viên trường Văn Lang. Mình đối với cái câu hỏi này á, thì mình thấy xu hướng mà gọi là mega trends của thế giới và ở Việt Nam mình luôn á, thì nó có thể tóm tắt trong một vài cái gạch đầu dòng ha. Cái gạch đầu dòng đầu tiên á, thì mình thấy là cũng tiếp nối cái ý hồi nãy mà Đào có nói á, là cái câu chuyện mà các bạn xem cuộc sống và công việc nó là một, thì cái đó nó là một cái xu thế nó đã xuất hiện cũng lâu lâu lắm rồi chứ không phải bây giờ nó mới có. Tuy nhiên ở nhiều doanh nghiệp á, thì vẫn chưa có cái sự gọi là phản ứng kịp thời với cái xu thế đó của các bạn trẻ. Nhưng dịch Covid nó càng quét qua và tất cả các doanh nghiệp chắc chắn bây giờ đều phải ngồi suy nghĩ làm thế nào để chúng ta ứng phó với cái câu chuyện là hybrid working, tức là mình làm việc ở đâu cũng được, mình ở nhà làm việc cũng được, mình ra phòng tập gym mình vừa tập gym mình vừa làm việc cũng được, hoặc là mình đến văn phòng công sở hay là mình trên một cái phương tiện di chuyển đi từ điểm A đến điểm B thì mình vẫn có thể làm việc được. Và làm thế nào để mà các doanh nghiệp có thể đưa ra được những cái chính sách nó rất là phù hợp để có thể gọi là mình gọi là hợp thức hóa cái mong đợi đó, cái nhu cầu đó. Và khi mà Covid nó xuất hiện thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều bạn hiện giờ họ quan tâm nhiều hơn tới cái vấn đề là an toàn của bản thân và an toàn của gia đình. Thành ra là cái hybrid working đó nó không còn là một cái điều mà gọi là lựa chọn, thích thì làm, không thích thì không làm nữa, mà nó giống như là một việc phải xảy ra, một việc phải xảy ra. Và nói đâu xa thì tại giao hàng nhanh hiện tại thì bên công ty cũng đang phải nghiên cứu xem xét xem là mình sẽ chuẩn bị các cái chính sách thế nào để mình hỗ trợ cho những cái người lao động của mình, đặc biệt không phải là chỉ có các bạn trẻ mà các bạn mình hay gọi là siêu trẻ đó, những bạn mà working mommy, working daddy á, thì họ có con nhỏ ở nhà. Mình thấy rất rõ là các bạn ấy không thể giao con cho nhà trường được nữa. Thì như vậy làm thế nào để những cái người như vậy họ có thể vừa làm việc vừa cống hiến cho công ty, cho doanh nghiệp, cho đất nước, cho xã hội, họ vẫn tạo ra được giá trị thặng dư và đồng thời họ vẫn hoàn thành được cái nghĩa vụ của họ đối với gia đình, đối với người thân. Cái đó là cái xu thế thứ nhất. Xu thế thứ hai là mình thấy trước đây đất nước của mình, đúng không, một vài năm đang có cái xu hướng là chính phủ rất ủng hộ phong trào 4.0. Mình gọi là phong trào bởi vì lúc đó là đưa ra rất là nhiều cái phần truyền thông rồi khuyến khích các doanh nghiệp. Nhưng mà các doanh nghiệp thì cũng có thể là còn đang lưỡng lự, ơ hờ, hoặc cũng có thể là do cái nguồn nhân lực về công nghệ nó khá là khó tìm kiếm, nên là nhiều doanh nghiệp người ta cũng sẽ không đầu tư tới nơi tới chốn. Thì bây giờ với làn sóng Covid này thì chắc chắn là cái chuyện số hóa nó là chuyện bắt buộc rồi, nó ở trong cái thế sống còn rồi. Nên các bạn thấy là khi mà số hóa nó diễn ra rất là mạnh mẽ thì hầu như ai cũng nhận thấy là nó sẽ hiệu quả hơn, nó tăng được cái năng suất, hiệu suất làm việc cá nhân của mọi người nhiều hơn và nó tiết kiệm được cho chúng ta rất là nhiều những cái chi phí khác. Ví dụ như bây giờ một cái mặt bằng, nếu các bạn tăng trưởng, các bạn scale up thì các bạn phải tuyển dụng rất là nhiều nhân lực. Và như vậy cái chi phí hành chính mặt bằng trên từng cái đầu người mà ngồi trong cái văn phòng của mình nó sẽ bị đội lên cao. Thế thì bây giờ cái giải pháp là biến cái văn phòng của công ty thành một cái co-working space á, tức là một cái nơi mà nó chỉ để giải quyết cho những cái công việc hành chính, giấy tờ, tụ họp hoặc là đào tạo, hội họp thôi. Nó sẽ khá là hiệu quả hơn nhiều so với việc là chúng ta cứ phải tìm cái chỗ ngồi, đủ cái chỗ ngồi cho lực lượng lao động của chúng ta. Đó. Thì cái xu hướng số hóa này nó đang diễn ra rất là mạnh mẽ. Và mình thấy rằng là các bạn trẻ thì các bạn lại có một cái lợi thế. Các bạn đã quen rồi, các bạn gọi là Gen Z, nhưng mình gọi các bạn là Gen T thì đúng hơn. Các bạn được sinh ra đời á, chắc có thể là con của chị An đây, đúng không, là đã tiếp xúc với lại iPad, với các cái công cụ điện tử ngay từ rất sớm rồi. Và các bạn không có cần phải ngồi đọc hướng dẫn sử dụng gì hết, và các bạn cũng biết sử dụng cả Facebook, cả Zalo, mạng xã hội, các bạn cũng biết quay TikTok. Thậm chí những bạn trẻ mới có 3 tuổi, 5 tuổi mình đã biết các bạn tự quay TikTok và các bạn có những cái kênh riêng rồi. Thế thì các bạn là Gen T,
Thì đối với cái việc mà các bạn làm quen với công nghệ, các bạn đáp ứng tất cả những cái yêu cầu mà công nghệ đặt để các bạn có thể làm việc một cách hiệu quả, thì đối với mình cái đó là một lợi thế rất lớn của tất cả các bạn trẻ. Rồi cái xu hướng thứ ba, xu thế thứ ba mà mình nhận ra, và cái này nó cũng không phải là một mình nhận ra, nếu mình đọc trong những cái báo cáo thường niên của bên EY về Megatrends, mà 2 năm là bên EY họ có xuất bản cái báo cáo đó một lần, thì mình vừa rồi mình có đọc một cái báo cáo của 2020 là cái gần nhất, thì mình thấy là công nghệ thật ra là đã là một cái Megatrend rất là lớn trên toàn thế giới và nó vẫn tiếp tục diễn ra. Chẳng qua tại thời điểm này thì nó sẽ diễn ra mạnh hơn rất là nhiều, những cái công nghệ mới mà nó đi sâu đi sát vào trong cái đời sống của chúng ta, và nó sẽ có cả mặt lợi lẫn là mặt hại. Như các bạn thấy, deepfake là một cái công nghệ mà nó có thể có mặt lợi là nó giúp cho diễn viên, đúng không, đóng những cái cảnh mà có thể người ta không thích, thì thay vì ngày xưa phải mướn cascader vô đóng thế thì bây giờ dùng deepfake thì có thể thay cho cái người diễn viên. Nhưng mà đồng thời, vừa rồi nếu mà các bạn đọc tin tức, các bạn cũng thấy là có những cái đạo diễn hoặc là diễn viên nào đó ở bên xứ người á, thì họ mới tạo ra những cái clip set mà họ gắn mặt của những cái diễn viên nổi tiếng vào trong cái cơ thể của người nào đó ở trong phim. Thì những cái đó nó là mặt hại đó. Tuy nhiên, như mình nói, mình không thể rời khỏi cái megatrend đó được, bởi vì đó là điều tất yếu của cuộc sống rồi. Và những cái công nghệ như là AI, công nghệ blockchain, các bạn nếu đang chuẩn bị để gia nhập vào cái thế giới gọi là thị trường lao động, thì các bạn sẽ chọn cái xu thế nào là xu thế đang lên. Mình hay nói rằng là các bạn hãy khôn ngoan để chọn một cái xu thế mà gọi là nó đang là làn sóng đang lên. Tại vì nếu các bạn đứng ở trên làn sóng đang lên thì cái cơ hội để các bạn lên cao nó sẽ càng lớn. Còn nếu các bạn chọn những cái ngành nghề mà nó đã là làn sóng đi xuống rồi á, thì nhiều khi các bạn làm 10 năm, 20 năm các bạn cũng bình thường thôi, chứ không phải là trở thành những cái người phi thường hoặc là vĩ đại ở trong lịch sử. Thế thì nếu mà làn sóng gọi là làn sóng công nghệ nó đang lên thì các bạn phải đứng trên cái làn sóng đó. Những cái công nghệ mới như mình mới vừa nói qua, như là deepfake, như là AI hoặc là blockchain, thì nó đều là những thứ mà nhiều khi mình già rồi cô, mình không thích, cho nên mình sẽ không tìm hiểu nữa. Còn đối với các bạn trẻ thì không có gì cản trở các bạn cả. Đó là một cái xu thế mới. Cái xu thế thứ tư thì mình nói nhiều hơn về cái tính gọi là globalization và localization. Trước đây á, dân làm truyền thông, marketing trên toàn cầu đều thích nói về cái câu chuyện là toàn cầu hóa. Nhưng khi dịch bệnh xảy ra, ngăn sông cấm chợ, các quốc gia đóng cửa, closing border, hàng hóa không thể xuất nhập được nữa, đứt gãy chuỗi cung ứng, và rất nhiều doanh nghiệp họ bị đứt nguồn hàng. Thế thì nếu mà để cho tồn tại, chắc chắn là phải tìm ra mọi cách có thể sản xuất tại chỗ, có thể chuyển đổi tất cả những cái spare part, tức là những cái món ở bên trong cái phụ tùng đó, để mà mình có thể ra được một cái món hàng mà mình tiếp tục cái chuỗi kinh doanh của mình. Thế thì cái đó là cái cơ hội để cho tất cả những cái bạn mà gọi là local, những cái bạn mà local, tức là người Việt mình rất giỏi, đúng không? Nhưng mà nhiều khi mình lại nghĩ rằng là không, những cái món đó tôi phải nhập từ một nơi nào đó về. Thì bây giờ các bạn lại đang có cái lợi thế rất lớn, đặc biệt là các bạn trẻ, khi các bạn khởi nghiệp thì các bạn đang có nhiều vườn ươm, đang có rất là nhiều người hỗ trợ xung quanh. Cho nên việc mà các bạn dùng cái xu thế địa phương hóa để các bạn chiếm cái lợi thế trong cái xã hội bây giờ thì nó sẽ dễ hơn là thời đại của chị, hoặc là cả là chị Hạnh, hoặc là những cái anh chị lớn hơn. Cái xu thế thứ năm ở Việt Nam, nó là cái câu chuyện mà mình nhìn thấy Covid nó tác động vào trong cái suy nghĩ, nhận thức của rất là nhiều người từ nhiều giới luôn. Và mình thấy có một cái xu hướng là nó bị di cư ngược. Rõ ràng ở những cái đô thị như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ chẳng hạn, vốn dĩ Biên Hòa, Bình Dương vốn dĩ là những nơi mà từ xưa đến giờ nhiều người trẻ đi từ các cái khu vực xa xôi hẻo lánh đến đó để tìm cơ hội làm việc hoặc là cơ hội phát triển sự nghiệp. Thì bây giờ khi mà Covid xảy ra, với 5-6 tháng trời sống xa gia đình mà không thể về thăm cha mẹ được, thì bắt đầu người trẻ người ta có nhiều cái lo lắng hơn, nhiều cái quan ngại hơn. Thành ra là bây giờ rất là nhiều bạn là coi như bỏ những cái vùng đất, gọi là những đất hứa hẹn đó, những cái miền đất hứa đó, để đi ngược về, để sống cùng với gia đình mẹ cha. Và họ mới phát hiện ra được một cái sự thật là thì ra là ở những nơi đó vẫn có những cái doanh nghiệp, người ta cũng đang tồn tại, đang phát triển ở đó và cũng cần nhân tài. Thế thì mình vừa có được cái cơ hội là về quê,
để sống cùng với lại gia đình, để có một cái sự gần gũi với cha mẹ và để có một cái sự an toàn cho bản thân, đồng thời là cũng tìm được cơ hội ở đó. Thì cái điều này nó sẽ làm cho nhiều doanh nghiệp sẽ bị rơi vào tình trạng là thiếu nguồn lao động. Đặc biệt là tại cái thời điểm này, khi mà chương trình này phát sóng thì mình chắc chắn là rất nhiều doanh nghiệp hiện giờ đang phải chạy đôn chạy đáo để đi tìm kiếm nhân tài cho mình, cho cái mùa gọi là kinh doanh cuối năm và chuẩn bị cho năm 2022 quay trở lại chiến trường với một cái tinh thần nó mạnh mẽ hơn, thì chắc chắn là phải tuyển dụng và chiêu mộ nhiều người hơn. Tuy nhiên cái đó thì nó cũng là một cái xu thế mà nó vừa có lợi vừa có hại. Chắc chắn các bạn trẻ, các bạn sẽ có cái cơ hội để các bạn lựa chọn nhiều hơn, đúng không? Bởi vì bây giờ cái số lượng mà cạnh tranh với mình nó ít đi thì mình có nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên cơ hội nhiều quá thì các bạn lại bị rối, các bạn confused, các bạn bị rối và có thể là các bạn sẽ dễ đứng núi này trong núi nọ hơn. Và như vậy nó dẫn tới câu chuyện là nhiều khi cái công việc hiện tại của các bạn nó có vẻ gì đó nó hơi chậm một chút, hoặc là sếp các bạn hơi khó một chút, hoặc là công việc nó có một vài cái thử thách một chút, thì các bạn đã vội vàng các bạn bỏ việc, các bạn nhảy việc. Mình tin rằng là đối tượng khán giả của mình ở đây thì ngoài các bạn sinh viên của trường Văn Lang thì có rất là nhiều bạn xem chương trình này là ở trong cái độ tuổi 22-25, thì các bạn đã đi làm một vài năm rồi và có thể các bạn cũng còn đang rất là chưa có minh định được trong đầu là cái con đường sự nghiệp chắc chắn mình sẽ đi là cái gì. Nên đứng trước cái thời cơ này thì có thể các bạn sẽ khá là mông lung. Mình nên về quê làm, mình nên ở tiếp tục thành phố, mình nên tiếp tục ở công việc hiện tại, hay mình sẽ thay đổi nó qua thành một cái công việc mới luôn vào thời điểm này. Đó, thì cái đó nó cũng sẽ khiến cho các bạn bị phân tâm, sao nhãng, và cái công việc cụ thể của các bạn thì các bạn không tập trung. Cái đó là một cái điểm có hại. Dạ. Thì đó là những cái xu thế mà mình đúc kết được trong cái thời gian vừa rồi, mình nhìn thấy ở thế giới cũng vậy và ở Việt Nam cũng như thế. Cảm ơn chị Trinh. Những cái chia sẻ của chị thì em thấy là thật ra có những cái xu thế lớn mà đã hiện diện từ đó giờ rồi. Chẳng qua Covid làm cho nó trở nên mạnh mẽ hơn và rõ rệt hơn đối với chúng ta thôi. Đặc biệt ví dụ như công nghệ. Hồi nãy cả chị An lẫn chị Trinh đều có nhắc đến một cái điểm khá là thú vị. Không biết là ở đây có bạn nào nãy giờ nghe để ý hay không? Là khi mà chúng ta bị cái sức ép phải gọi là phải chuyển đổi công nghệ, chuyển đổi số, mà ở đây nó không còn là sức ép đối với doanh nghiệp nữa, mà sức ép đối với mỗi cá nhân mình là người đang tham gia vào cái quá trình dịch vụ sản xuất đó, thì cái nó sẽ làm thay đổi rất nhiều cái đòi hỏi về mặt kỹ năng. Đó, ví dụ như là cái câu chuyện nãy giờ mình nói là cái việc mà công việc và cuộc sống nó tích hợp vào nhau, nó đã đòi hỏi một cái kỹ năng mới của con người rồi. Cái việc mà bây giờ chúng ta mọi thứ chúng ta tương tác qua một cái màn hình, nó không còn, tức là ngày hôm nay thì anh chị em mình rất may mắn là mình ngồi đây mình nhìn nhau đúng không ạ? Đó. Nhưng mà ví dụ như nếu như mà hằng ngày rõ ràng công việc của mình là mình chỉ có thể nhìn các bạn qua những cái màn hình thôi, thì nếu mà thật ra em cũng để ý là ngay cả những cái bài viết của Harvard Business Review mà nói về kỹ năng, về management, về quản lý đi, thì họ cũng bây giờ bắt đầu có những cái bài kiểu như là có những cái điều gì mà bạn nên nói trong một cái online meeting. Đó, để có thể động viên mọi người, để có thể kết nối với mọi người. Có nghĩa là dần dần có vẻ như là nó đang có những cái đòi hỏi mới. Có một cái điểm hồi nãy chị nói em khá là thấy hứng thú là cái việc mà ở cái độ tuổi này nè, thì cái việc mà các bạn có thể là chưa có minh định được cái con đường của mình là một. Cái thứ hai nữa là khi mà cái dịch Covid nó xảy ra thì cái sự xáo trộn. Tại vì chị nói là chị trong cái quan sát của chị Trinh thì rõ ràng là có rất nhiều doanh nghiệp hiện nay chạy đôn chạy đáo đi tìm. Nhưng thực tế vẫn có những cái doanh nghiệp mà đang nỗ lực cắt người, nó vẫn có, và họ đang plan cắt người từ đây cho đến tháng 6 năm sau luôn. Thì nên là đứng giữa cái đó thì em thấy là nó có một cái điểm nữa, là một cái xu thế nữa mà nó đang đòi hỏi tất cả người trong cái nền kinh tế mình nó phải bắt đầu nhận thức được á, là mà cái này là em bắt đầu nghe nói cách đây khoảng mấy năm thì bây giờ nó rõ hơn, là cái câu chuyện là mình sẵn sàng với cái sự bấp bênh của cuộc sống. Cái thế hệ hồi xưa của anh chị em mình và cha mẹ mình là cái thế hệ sống với cái sự ổn định, và mình đi tìm kiếm sự ổn định. Các bạn mà Gen Z á, thì sống với trải nghiệm, các bạn cảm thấy thoải mái hơn với những cái trải nghiệm đa dạng và có vẻ ít mong cầu cái ổn định hơn. Nhưng mà thật ra khi con người mà thì ai cũng muốn cái ổn định, nó chính là cái vùng an toàn, đúng không ạ? Thì bây giờ tự nhiên mình rơi vào một cái thế là thực ra nhìn xung quanh không có gì nó ổn định hết. Thì em nghĩ là đây là cái tâm lý chung của các bạn. Thì rất là muốn hỏi Thắng
đó, là Thắng là một cái người mà Thắng có một cái cơ hội, Thắng đã làm việc với vai trò là tư vấn cho các doanh nghiệp, tức là cái cơ hội Thắng quan sát cái doanh nghiệp. Cái thứ hai là Thắng cũng là người mà lại tổ chức ra rất nhiều cái platform cho các bạn trẻ, từ Lead the Change, Give It Back, vân vân, và bây giờ là Ready to Lead. Thì Thắng thấy rằng tất cả những cái nãy giờ chúng ta đang nói với nhau á, và ngay cả những cái động chạm vào cái thay đổi các bạn, thì nó sẽ có những cái điểm mới gì, những cái kỹ năng hay cách tiếp cận mới nào mà Thắng thấy rằng nó rất cần thiết cho các bạn. Cảm ơn Đào. Trước cái câu hỏi của Đào á, là một cái sự giải thích và cho các bạn thấy được là các bạn phải sống với cái sự bất định đó. Và thực ra thì các bạn đang thấy cái sự bất định đó nó rõ ràng hơn nhờ Covid, nhờ công nghệ. Nhưng thực ra là mỗi chúng ta đều sống với sự bất định. Nó có lâu rồi. Chính xác. Và một cái vấn đề là mình nói nhiều, rất là nhiều về sự thay đổi, nhưng mà với là một người á, may mắn tiếp xúc với các bạn trẻ khá là nhiều, và hơn 5 năm Thắng lập ra Leader Change thì Thắng làm việc với các bạn trẻ, Thắng tạo cho các bạn trẻ những cái cơ hội học tập làm việc ở Việt Nam và ở nước ngoài. Và có những cái chương trình mà Thắng làm với các bạn xong, Thắng nhận ra là các bạn còn có những cái nhu cầu về cái chuyện là làm sao để em định hướng sự nghiệp của mình, làm sao để em hiểu bản thân em hơn. Hay là một cái đơn cử của cái chuyện mà Thắng làm cái chương trình Mentoring Give It Back. Trời ơi, hơn 80% những cái bạn đăng ký khi là bây giờ em không biết là bây giờ em muốn đi làm cái gì, em không biết là bây giờ em là ai, thì làm sao mà em đi làm việc tiếp bây giờ. Thì đợt dịch vừa rồi thì Thắng có một cái cơ duyên, Thắng làm việc thì Thắng mới nói với các anh chị doanh nghiệp là bây giờ thực sự là anh chị mong đợi các bạn trẻ như thế nào, cho em biết luôn đi. Cái xong thì một cuộc nói chuyện đơn giản đó, nó làm cho thành một cái cuộc khảo sát luôn. Rồi Thắng nhờ các anh chị làm một cái khảo sát dài 3 tháng. Anh chị ơi, các bạn trẻ, anh chị thật sự anh chị cần gì từ các bạn trẻ, từ về mặt tư duy, kỹ năng, kinh nghiệm, rồi về mặt tự nhận thức. Thì xong sau đó là sau 3 tháng mà bên Thắng vừa khảo sát các bạn trẻ, xong sau đó lại khảo sát luôn cả doanh nghiệp, thì mới nhận ra một chuyện rất là thú vị như thế này nè. Các bạn trẻ thì bây giờ thì về mặt kỹ năng của các bạn nha, rất là ổn. Các bạn có thể giao tiếp online rất là tốt so với thế hệ của chúng ta. Các bạn có thể có được thông tin rất là nhanh. Nhưng cái vấn đề nằm ở chỗ là cái sự tự nhận thức về các bạn, bản thân của các bạn nó không có lớn. Và các bạn không có nhận ra được rất là giá trị cốt lõi của mình là gì. Nên các bạn rất là dễ, như chị Trinh có chia sẻ là đứng núi này trông núi nọ. Và cái điều này là cái điều mà nếu mà các bạn sẽ thấy là con người chúng ta, cái uy tín của chúng ta tạo ra từ đâu? Từ cái việc mà chúng ta cam kết, từ những cái hành vi nhất quán mà chúng ta làm theo thời gian. Chứ đâu phải là những cái lời chúng ta nói rất là hay ho nhưng sau đó chúng ta không làm. Thì cái sự tự nhận thức nó giống như cái việc là nếu mà mình không tự nhận thức được thì nó giống như cái việc mà chúng ta ở trong cái hộp thì chúng ta không có biết là những cái nhãn dán xung quanh cái hộp nó như thế nào. Và cái những người xung quanh thí dụ như người ta nhìn một góc, người ta nói cái nhãn của bạn là vậy, cái nhãn của bạn là kim, thì mình dùng cái đó mình áp thành mình, nhưng mà đâu phải. Thì làm sao để mình có thể mình tự nhận thức được cái bản thân mình á, và cái dịch này nó cho các bạn trẻ một cái cơ hội, đó là nhìn lại mình. Và mình thấy được là gì? Trời ơi, sống với gia đình là những cái gia đình là cái kênh mà nó hỗ trợ cho mình. Và cái việc mà chúng ta có rất là nhiều kết nối ngoài kia, nhưng mà thực ra kết nối nào nó hữu dụng cho cuộc sống của mình, kết nối nào nó làm cho chúng ta tồn tại, chúng ta phát triển. Và cái đó là cái mà các bạn trẻ có nhận ra đâu. Và cái xu hướng mà mình dịch chuyển từ cái việc mà mình nhìn từ bên ngoài, bắt đầu mình nhìn lại về bên trong mình. Và cái này là cái mà thực sự là Thắng cũng may mắn là Thắng đang khuyến khích các bạn trẻ là thay vì các bạn nhìn bên ngoài thì các bạn chịu khó các bạn nhìn bên trong. Còn nhìn bên trong như thế nào thì chắc cái đó là một cái đề tài khác mình không có thể nào bàn hôm nay, đúng không?
Rất là đồng ý với Thắng luôn, tại vì Đào thấy là khi mà các bạn đi làm, đặc biệt các bạn trẻ thì phải công nhận là bây giờ các bạn ở cái thế hệ trẻ sau này các bạn giỏi hơn mình ngày xưa rất nhiều, kiến thức các bạn rộng hơn, thậm chí là trong những cái vấn đề mà các bạn thích các bạn biết sâu hơn mình hồi xưa. Tuy nhiên á, và nó đâu đó nó vẫn sẽ có những cái mà gọi là tâm lý của thế hệ và lứa tuổi, ví dụ như ở cái tầm mà 20-25, cái thời đó tất cả chúng ta đều muốn trở thành leader, trở thành lãnh đạo hết, đúng không ạ? Đó, nhưng mà cái điểm Thắng nói có một cái thú vị là vậy nè. Thực ra các bạn ai cũng muốn nhìn leader là cái người mà lãnh đạo người khác, ra lệnh cho người khác, giao việc cho người khác. Nhưng mà các bạn quên mất á, là tại sao cái việc mà nhìn vô bên trong nó quan trọng. Tại vì nếu như mà mình mà không lãnh đạo được mình á, thì mình không lãnh đạo được ai hết. Thì đó là cái điều mà mấy bạn trẻ có thể là, mà em nghĩ là cái này á, bản thân Đào cũng phải va vấp rất là nhiều, rồi đó cũng phải trải qua một cái quá trình như Thắng nói là đó, tự nhìn vô bên trong. Thì đến một cái lúc mà mình có những cái gọi là trải nghiệm cuộc sống, những cái va vấp để mình nhìn lại và mình thấy rằng thật ra đến cuối cùng á, cái mà hiểu bản thân mình á, đó là đừng nghĩ là cái đầu tiên, là cái nền đầu tiên để mà mình có thể bước tiếp. Và nếu mà nói trong cái giai đoạn mà có nó quá nhiều những cái mega trends như hiện nay, như nãy giờ mấy anh chị em mình nói, thì cái việc mà bạn phải định hình được bạn là ai và bạn có thể mang tới cái gì trong cái thế giới này, để bạn từ đó bạn xác định được cái vai trò, bạn xác định được giá trị của bạn, là một cái điều mà đầu tiên phải làm. Đó, thì không biết là ngoài ra thì bản thân Đào thì đã quan sát thấy là chẳng hạn như cho cái việc là ngày xưa đi, mình có những cái loại người là mình gọi là task oriented và people oriented, đúng không? Có những cái người họ rất là gặp mặt là chỉ hỏi là việc xong chưa, mấy giờ được báo cáo, không vấn đề gì hết. Chúng ta đều rất ổn với những người như vậy, không thích thôi đó. Nhưng mà mình nói là làm việc professional thì không có gì cả, làm việc chuyên nghiệp mà thì không sao cả đó, và chúng ta sẽ khá là bao dung. Có những người họ khéo léo hơn, gọi là những người mà có cái kỹ năng làm việc với con người tốt, mình gọi là people skill tốt, thì trước khi hỏi báo cáo lại sao bữa nay ăn sáng chưa hả, khỏe không, công việc bữa giờ làm sao. Nhưng mà thật ra bây giờ khi mà, bởi vì xung quanh chúng ta là cái gì nó cũng là màn hình với công nghệ hết, thì nó trở thành, nó dịch chuyển từ một cái kỹ năng mà gọi là mình nói là nice to have, là có cũng được, không có cũng được, nó trở thành một cái must have. Tại vì bây giờ để mà bạn động viên đội ngũ của bạn, bạn kết nối với đội ngũ của bạn, bạn không có cái gì khác ngoài cái điện thoại và cái máy tính. Bạn không còn cái gọi là cái sự xa xỉ của chuyện đi lên văn phòng vỗ vai nhau một cái, nhìn thấy cái mặt nhau hàng ngày. Thật ra ví dụ như là mình nhìn thấy mặt nhau hàng ngày á, ghét mấy đồng hồ nó cũng thương đó. Còn ví dụ như mà bây giờ không thấy mặt, đúng không, gặp nhau mà nếu chúng ta chỉ nói chuyện transaction, giao dịch thôi, thì từ từ những cái đó nó sẽ mất kết nối. Và một cái người mà leader mà mất kết nối thì rất là khó để mày dẫn dắt cái đội ngũ của họ. Thì đó là em nghĩ đây là những cái mà chúng ta là những cái người mà chúng ta làm trong cái môi trường công việc là business, doanh nghiệp của mình đó, thì mình thấy những cái chuyện đó. Đặc biệt ví dụ như công ty em là làm dịch vụ, mà còn là những bạn mà làm creative nữa, rất là cảm xúc, và các bạn cần cảm xúc đó. Đúng rồi đó, thì mình có những cái góc nhìn như vậy. Thì em rất là tò mò là ở khía cạnh của cô Hạnh, thì là cô Hạnh thì cái môi trường mà cô Hạnh tiếp xúc với các em nó sẽ gần gũi hơn với cái môi trường mà trước khi các em bước vào cái thị trường lao động. Thì không biết rằng cô thấy rằng có những cái gì mà cô quan sát là các bạn đang sẽ phải cần nhiều hơn đó, ngoài những cái nãy giờ mà tụi em có chia sẻ không ạ? Rồi cảm ơn câu hỏi của Đào. Thì mình thấy là thật sự á, thì khi mà tiếp xúc với sinh viên á, thì mình thấy là các bạn ấy cũng rất là muốn là mình được phù hợp với cái môi trường công việc. Nhưng mà thực sự là như là Thắng đã chia sẻ đó, là đầu tiên là bạn ấy không hiểu về mình. Xong rồi cái thứ hai nữa đó là đôi khi lại hiểu sai nữa. Thế là khi mà lên lớp thì mới hỏi là lý do gì em chọn ngành này. Dạ em đâu có chọn đâu, ba em để em đăng ký. Em đăng ký em học chứ em đâu biết ngành này là ngành gì đâu. Dạ. Xong rồi thì đó. Thì cái lúc mà các bạn học thì các bạn còn chưa hiểu về mình, chưa hiểu về môi trường học. Xong rồi các bạn lại cũng có một số bạn lại là rất muốn đi ra ngoài xã hội, nhưng thật sự là chưa biết môi cái nơi mình muốn đến nó là cái gì. Thì đó là một cái gap rất là lớn của các bạn trẻ. Mà thật sự thì như là mình thấy là những cái cuộc trao đổi như thế này nè, rất 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 là hữu ích cho các bạn.
để các bạn đầu tiên là các bạn sẽ phải tìm hiểu lại chính mình. Hay là như là khi mình đi giảng thì mình hay nói sinh viên á, là hãy làm SWOT cho chính bản thân mình trước khi mà làm SWOT để đi presentation cho một cái đối tác mới, một cái khách hàng mới, thì hãy làm SWOT cho chính bản thân mình. Và nhớ rằng cái SWOT đó, cái W đó sẽ giữ khác nhau khi mà đến với mỗi HR, đến với mỗi nhân sự khác nhau. Thì cái SWOT, cái W đó nó sẽ phải khác nhau, đúng không ạ? Tại vì nó sẽ phải phù hợp với cái nơi mà mình đang apply. Thì mình ở trên một cái cương vị là khi mà mình muốn nói với sinh viên thì mình chỉ muốn nói là sinh viên phải cần phải hiểu chính mình nhiều hơn, rồi cần phải hiểu là mình muốn gì. Bởi vì bản thân mỗi bạn khi ra đến đường đời, bạn sẽ tìm một cái công việc mà công việc đó nó theo những cái động lực khác nhau. Sẽ có những bạn nói thẳng với cô là cô mai mốt em chỉ muốn làm sếp thôi, bây giờ mà em phải làm em phải học cái gì. Thật sự là dạ các bạn ấy rất là muốn làm leader cao. Rồi có những bạn thì lại rất là không, em chỉ muốn một cuộc sống an nhàn, em muốn một cuộc sống hạnh phúc thôi, nhẹ nhàng thôi là đủ rồi. Thế thì cái đó là nếu như mà ngay chính bản thân các bạn xác định được một cái động lực sau này, hay ít nhất là một cái động lực trong 10 năm tới đi đã ha, rồi lúc đó thì các bạn mới phải tìm hiểu. Nhưng mà có một điều nữa là thí dụ như là ở nước ngoài á, thì người ta sẽ định hướng nghề nghiệp cho học sinh từ trung học. Thì đây là một cái điều mà rất là thiếu ở thị trường Việt Nam. Thì ngay như bản thân mình là trong cương vị phụ huynh, khi mà con mình còn bé, mình muốn biết nó thuộc về cái ngành nào đây trong cả trăm ngàn ngành ở xã hội này, thì thật sự là mình rất là băn khoăn. Và mình phải đem nó đi những cái test này, test nọ, test kia, vân vân. Thì thật sự là không phải là tất cả các sinh viên của mình ở đây đều có được một cái môi trường như vậy, đều có được những cái test đó. Thì đó là các bạn cũng đã hơi bắt đầu là mình bị thiệt thòi là xã hội chưa cho mình một cái cơ hội để mình hiểu lấy chính mình nhiều hơn. Thì dần dần cũng hình như mình nhận thấy rằng các trường hay là như trường Bạch Lang của mình đây, là ở bên trung tâm tư vấn là có mở những cái course mà để các bạn hiểu về chính mình nhiều hơn. Như là test những cái tâm lý nghề nghiệp, rồi tự trả lời những cái câu hỏi mà để mệt các bạn sẽ xác định cái EQ của các bạn. Ngoài cái IQ là các bạn có thể tự test ở trên máy tính, nhưng mà các bạn có thể test cái EQ này. Thì cũng thì trường mình thì cũng đã tổ chức ra để mà cho các những cái course như vậy để các bạn tự nhận ra bản thân mình trong cái nội tại của chính mình nhiều hơn. Tuy nhiên á, thì ở trong cái xu hướng mega trend hiện nay, như là các bạn và mình đây phải ngồi online, thì thật sự là buồn cái cơ sở hạ tầng. Là các nhà viễn thông á, thì cứ lên mạng một cái thì cô ơi mạng nhà em kẹt, mà thậm chí máy đây cũng bị lắc. Và mặc dù là đã mua đến cái maximum của cái capacity của cái đường truyền rồi, nhưng mà thôi thì đó là như vậy. Thì thật ra là cái Covid này cũng khiến cho cô trò cũng rất là khổ. Và thậm chí là mình cũng nói trời ơi bực quá mà, nãy giờ sao cô nói mà không ai nghe. Có đứa nói dạ em nghe, đứa kia tao có nghe gì đâu mà mày thích tin đó là mày nghe. Dạ rất là khác nhau. Thì thôi thì giống như là Covid thì thôi, mọi người và xã hội cũng đang cùng gồng mình lên để mà tăng cường cái năng lực xã hội thôi. Nhưng mà thật sự là mỗi bạn cũng đã hình như là đang tăng cường cái sự chịu đựng. Và mình cũng thấy là ngay trước mà khi lên lớp thì face to face rồi body language rất là dễ, cho nên là mình gặp các bạn thì mình biết ngay là các bạn có hiểu bài hay không, các bạn nắm vấn đề đó hay là các bạn sẽ thờ ơ, cái mặt cứ đơ ra là mình sẽ phải biết mình nói cái gì. Nhưng mà bây giờ thì màn hình không cho phép 180 sinh viên mà show cái mặt lên hết được, cho nên là cuối cùng thì các bạn ấy để cái icon cứng ngắc luôn. Lên camera là sẽ bị chết hết về voice và về cái PPT của mình, cái PowerPoint của mình là nó sẽ quá tải. Cho nên là thôi thì lúc đó đành là giảng trong một cái tâm trạng mà rất nỗ lực, và các bạn cũng phải đã rất nỗ lực. Cho nên mình thấy là với Covid ấy, thì hình như đang tập luyện cho mọi người một cái sự gì đó mà kiên nhẫn, chịu đựng và đúng rồi, tha thứ bao dung để đừng có bực mình nữa. Tại vì khi mình lên voice ấy, thì một mớ bạn đánh lên cái meeting chat là em nghe rồi cô,
còn mớ khác tao có nghe gì đâu, đánh lên đó. Thì đó là những cái nỗ lực. Dạ, thật sự là mình thấy thôi thì chắc là một cái dịp Covid này nó cũng khiến cho mỗi con người của mình hình như mình có thay đổi, bản thân mình cũng thấy mình thay đổi nhiều lắm á. Mình thay đổi rất là nhiều. Những lúc này mình thấy hình như là nên sống chậm lại, chậm lại hơn một chút. Còn lúc trước thì thật sự là cái thời gian làm việc của mình nó rất là căng thẳng và nó rất là mệt mỏi. Nhưng mà hình như nhờ Covid thì mình phải chậm lại ở nhà và có một cái nhìn nhận lại. Và hình như bản thân mình cũng đã phải, mình phải nỗ lực rất là nhiều. Bởi vì với công nghệ thì các bạn rất là giỏi, các bạn tiếp cận công nghệ rất là hay. Còn mình thì quá già rồi để mà hiểu về công nghệ. Cho nên là các bạn ấy đôi khi chỉ lại cô. Thì đó cũng là một những cái mà mình vui, là vì thật sự là các bạn cũng mình cũng đã nhìn thấy những cái sự thay đổi của các bạn. Và nhưng mà có một điều là thôi mong Covid ngắn thôi chứ dài quá chắc các bạn nó xuống tâm mà tới mấy cái mức trầm cuối cùng luôn thì cũng tội nghiệp. Thành ra là cũng là rất là mong là khi mà mình chia sẻ thì các anh chị doanh nghiệp của mình ở đây hãy cho các bạn biết rằng ở mỗi con đường nó là cái gì. Tại vì mình đó, ở trong cái vai trò là một giảng viên ở trường đó, thì thật sự chỉ biết khuyến khích các bạn hiểu về các bạn nhiều. Nhưng mà một cái môi trường ngoài, mỗi ngành nghề, mỗi một cái công việc nó đòi hỏi những cái kỹ năng vô cùng là khác nhau. Kiến thức á, thì mình nói thôi thì kiến thức là bao la, là biển trời. Từ từ đi, đến doanh nghiệp rồi sẽ học tiếp. Yeah. Nhưng một điều quan trọng nhất là hãy tập cho mình một cái behavior tốt, một cái thái độ tốt khi mà đi tiếp xúc với công việc. Nhưng mà rất là mong là các anh chị của các cái ngành nghề của bên nhân sự mình hãy cho các bạn biết là trong công ty tôi có bao nhiêu vị trí, mỗi vị trí như vậy thì cần những cái gì này. Tại vì cái môn nhân sự trong trường không có đủ để mà đủ thời gian để mà có thể phân tích cho các bạn hết một cái môi trường làm việc chung. Cho nên khi các bạn hiểu các bạn rồi thì các bạn lại hiểu là cô ơi em biết bơi nè, nhưng ở đâu là biển. Rồi bạn khác lại biết em biết leo núi nè, nhưng anh chị phải chỉ đâu là núi để các em biết leo. Mình có cái chia sẻ là như vậy. Cảm ơn cô. Thật ra cái chia sẻ của cô mà về cái câu chuyện là làm thế nào để các anh chị ở doanh nghiệp là những cái người đi trước để mà có thể tạo cái điều kiện, tạo ra một cái không gian cho các em có thể hiểu được nhiều hơn nghề nghiệp, thì em nghĩ là ở đây là tất cả Thắng, chị Trinh, chị An và em nghe là vui lắm, tại vì sẽ có cớ để gặp lại nhau tiếp. Tại vì Thắng là sắp tới là sẽ có cả một cái chuỗi nói về chân dung nghề. Thì cái đó là sẽ là có nhiều cái cơ hội để cho các bạn hiểu nhiều hơn là cụ thể trong mỗi nghề đó nó sẽ có những cái gì. Thì thật ra nãy giờ mình nói thì mình bắt đầu cái câu chuyện với cái bối cảnh Covid. Nhưng mà nếu mà em nghĩ là nãy giờ chúng ta cũng để ý tới một điều là rất nhiều thứ chúng ta nói nó không chỉ về Covid. Có những thứ là nó đã tồn tại rất lâu rồi, nó chỉ được Covid làm rõ nét hơn. Có những thứ trước đây nó là ai có được cái những cái kỹ năng đó, cái tư duy đó thì đi xa hơn chút, ai chưa có thì cứ từ từ. Đó, và chúng ta hãy tự động viên nhau là mỗi người đều có cái tốc độ của riêng mình. Đó. Thì giống như là Covid thì có người thấy mình sống chậm lại, nhưng có người cũng thấy trời tôi phải chạy nhanh lên. Đó. Thì tuy nhiên em thấy rằng có những cái mà thực tế là cái đòi hỏi đối với cái lực lượng lao động mới, hay mình gọi là cái thế hệ kế tiếp của nhân tài của xã hội á, thì nó đang có một cái câu chuyện rất là lớn là những cái khoảng từ năm ngoái năm nay thì em có theo dõi một cái báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới về top 10, top 20 những cái kỹ năng mà đòi hỏi ở gọi là professionals, những cái bạn trẻ mà làm việc trong môi trường chuyên nghiệp cho đến năm dự báo đến năm 2025, thì bây giờ mình đang đứng là 2021 rồi đúng không ạ? Chuẩn qua 2022 rồi. Mà thật ra và cái điều thú vị về này là thật ra thì Đào cũng không biết là các bạn có thử đi tìm kiếm những cái thông tin đó hay không. Thật ra lần đầu tiên khi Đào thấy cái báo cáo đó và Đào đọc 10 cái kỹ năng đó, Đào thực sự cảm thấy sợ. Tại vì lý do rất là đơn giản. Trước đây Đào có dạy một số cái khóa mà về leadership cho phụ nữ, về lãnh đạo cho phụ nữ. Thì có cơ hội nhìn thấy là có một cái list khoảng 40 cái kỹ năng đòi hỏi người lãnh đạo giỏi. Và các bạn hình dung á, là cái danh sách mà đòi hỏi về kỹ năng ở một cái người đi làm nha, cho đến 2025, trong đó là nó có hết 10 cái mà cần ở người lãnh đạo rồi. Là ví dụ như từ là khả năng về communication, là về giao tiếp, về diễn đạt,
và để khơi gợi cảm hứng cho đội ngũ của mình. À, kỹ năng về đàm phán, chắc trước giờ không có bạn nào nghĩ là mình đi làm mình phải có kỹ năng đàm phán, chỉ có sếp mình cần thôi. Đó, kỹ năng giải quyết vấn đề phức tạp. Đó. Thì đã thấy có rất nhiều cái như vậy, và gần như là giống như là có thể cô Hạnh thì cô Hạnh thấy là cái Covid đó, nó tạo một cái cảm giác là cuộc sống mình nó chậm hơn. Nhưng mà thật ra nếu mà mình nhìn kỹ chút xíu nữa, mình sẽ thấy rằng á, cái Covid nó tạo ra cái sức ép mà nó đòi hỏi cái sự thay đổi về mặt tư duy và kỹ năng, bắt buộc nó phải đi nhanh hơn. Tại vì nếu mà không đi nhanh á, là em hay nói đùa là nó sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát á. Thì quay trở lại cái câu chuyện này, thì nãy giờ mình trao đổi khá là nhiều về những cái xu thế lớn nè, rồi những cái đâu đó mình cũng hơi đụng tới một xíu là những cái góc nhìn, đúng không ạ? Vậy thì Đào nghĩ là các bạn rất là muốn biết một cái sự chính xác là vậy cuối cùng giờ các anh chị cần gì, đúng không? Đó, thì bây giờ mình làm một cái như vậy đi. Ví dụ bây giờ mời lần lượt từng người một, mỗi người sẽ nêu ra ba yếu tố, có thể là kỹ năng, có thể là tư duy, bất kể thứ gì mà các anh chị nghĩ rằng đó là ba thứ mà các bạn trẻ cần nhất để trang bị cho mình để chuẩn bị bước vào một cái cuộc chơi mới như thế này. Lady first. Ok. Ở công ty giao hàng nhanh thì tụi mình tuyển dụng rất là nhiều những cái vị trí lớn nhỏ khác nhau, và hàng năm thì cái nhu cầu tuyển dụng chiêu mộ nhân tài rất là lớn. Mình thì mình coi tất cả các bạn đều là nhân tài cả, kể cả là những bạn mặc màu áo shipper giống như mình ha, đi giao hàng ngoài kia, bởi vì những anh em đó họ cũng đòi hỏi kỹ năng, không phải là gọi là lao động phổ thông thông thường đâu, mà tất cả những chứng minh đường phố của mình đầu tiên cũng phải biết sử dụng tất cả những cái công cụ điện tử để mà đi làm đúng quy trình công ty, rồi cũng phải biết tương tác với khách hàng, nói làm sao để anh ơi nhận hàng giùm em nha, chị ơi nhận hàng giùm em nha, chứ không thì cái tỷ lệ giao thất bại nó sẽ rất là lớn, và như vậy thu nhập của các bạn sẽ thấp. Thành ra thì mình cũng nói luôn với mọi người rằng những gì mà mình sắp nói ở đây á, nó không phải là chỉ có phục vụ cho một cái tầng lớp nào đó, mà đối với mình á, thì mình thấy rằng là nó là cái nhu cầu tất yếu rồi, và nó sẽ càng ngày nó sẽ càng diễn ra nhiều hơn ở nhiều doanh nghiệp hơn. Thì cái đầu tiên á mà mình thấy rằng các bạn đi làm và để cho nó thành công và hiệu quả thì không phải chỉ có ở cái layer là mới ra trường đi làm, hay là đi làm một vài năm, hay là muốn bước chân lên ngồi ở ghế lãnh đạo, hay là những cái vị trí thật sự là đã là lãnh đạo tổ chức luôn rồi, CEO hoặc là C-team á, thì đều phải đòi hỏi một thứ nó gọi là growth mindset, tức là cái tư duy phát triển. Đó, tư duy phát triển nghĩa là đầu óc bạn có đủ cởi mở hay không, bạn có sẵn sàng đón nhận cái điều mới mẻ hay không, bạn có lao mình vào cái việc là nghiên cứu, tìm tòi, phát triển tất cả những cái thứ mà bạn chưa biết hay không. Thế giới ngoài kia có quá nhiều thứ chúng ta không biết, và mình thường hay chết vì thiếu hiểu biết, chứ không phải là mình chết vì biết quá nhiều, mình chết vì thiếu hiểu biết. Thành ra nếu mà bạn có giữ được cho mình một cái tư duy phát triển thì có thể ngày hôm nay bạn mới ra trường chân ướt chân ráo bước vào trong thị trường lao động, bạn chưa biết gì hết, nhưng mà ngày mai bạn có thể sẽ biết được nhiều thứ, và thậm chí bạn còn giỏi hơn cả những cái anh chị mà đang ngồi ở cái ghế quản lý, gọi là ngồi trên đầu trên cổ chúng ta đó, đúng không? Có thể trong vòng một nốt nhạc thôi, nếu bạn thực sự có được cái growth mindset như mình nói thì chắc chắn bạn sẽ đắm chìm vào cái việc là tìm tòi. Nếu bạn không tìm được sách thì bạn sẽ đi hỏi bạn bè, nếu bạn bè không có câu trả lời bạn quay về hỏi thầy cô, thầy cô không có thì bạn sẽ đi tìm những cái người sư phụ ở trên mạng, hoặc là bạn sẽ hỏi cộng đồng, hoặc là bạn có rất là nhiều cách để bạn có được cái kiến thức mà bạn cần thiết cho cái cuộc sống tương lai của bạn. Và dĩ nhiên đi kèm với growth mindset, tư duy, thì nó phải đòi hỏi một cái loại năng lực nó gọi là learning agility, tức là năng lực học tập. Ở đây nó đòi hỏi bạn có năng lực học tập, nghĩa là bạn chịu học cái đã, willing to learn, và cái thứ hai là bạn có khả năng học. Có rất là nhiều bạn trẻ khi mà viết trong cái CV á, hoặc là đến cái buổi phỏng vấn á, hoặc là xin làm intern, xin làm thực tập sinh, thì hay nói là em muốn đến công ty của anh chị để em được học hỏi. Em được học hỏi. Thì mình đánh giá rằng ok, nếu vậy thì em đã có một cái mong muốn, một cái sẵn sàng, một cái khát khao học hỏi rồi. Tuy nhiên cái năng lực học tập thì mỗi người mỗi khác. Có bạn thì rất là chịu khó, khi giao bài tập về nhà thì các bạn sẽ chịu khó về nhà các bạn tìm hiểu,
và các bạn tìm mọi cách để giải cái bài tập đó nhằm là trang bị cho mình đủ những cái kinh nghiệm hoặc là kiến thức liên quan tới đề tài đó. Nhưng lại có rất là nhiều bạn thì kiểu ủa sao làm khó em vậy, sao giao bài gì mà khó quá vậy, này em đâu biết làm, thôi không biết làm thì em bỏ qua, để em lướt Facebook đã, để em coi phim đã, để em đi cà phê với bạn đã, xong rồi tới lúc quay lại hỏi ủa em ơi cuốn sách đó giao em đọc xong chưa. Nếu em chưa đọc chị ơi, mới được có 10 trang thôi, đọc sách khó quá, khó quá, thì mình mới buồn cười lắm. Nhiều lúc là chính bản thân mình đang làm coach cho rất là nhiều bạn ở trong công ty, rất là nhiều bạn, nhiều level lắm, giám đốc cũng có, mà các bạn trẻ hơn nhỏ xíu xíu cũng có. Thì đi kèm với mỗi một cái bài học thì thường mình sẽ tặng kèm một cuốn sách giáo khoa. Dạ. Ví dụ như mình dạy các bạn về cái môn gọi là môn số học đi, là về data analyzing, tức là kỹ năng phân tích số liệu. Thì đầu tiên nhập môn mình sẽ cho bạn đọc cái cuốn là Storytelling with Data, tức là trình bày diễn đạt số. Đó. Thì đó là cuốn sách giáo khoa, giống như nhập môn vậy đó, tôi sẽ không dạy bạn cách trình bày nó lên biểu đồ chặt chiết, bởi vì cuốn sách đó nó dạy bạn còn tốt hơn tôi. Cái tôi dạy bạn là tư duy số má, đúng không? Nhưng mà để bạn học cái tư duy số má thì thôi bạn cứ đọc sách nhập môn trước đi. Nhưng mà có những bạn thì sau khi mình giao cái bài đó 2 tuần sau hỏi lại thì bạn còn chưa mua cuốn sách. Mình tức quá, mình mới xách tiền mình đi mua một đống sách luôn, mình về mình phát. Phát xong 1 tháng sau hỏi lại, em mới đọc được 30 trang rồi chị. Một tháng trời đọc được 30 trang sách. Cho nên cái khả năng học tập đó của các bạn nó cũng kém lắm. Nó cũng kém lắm, thật sự là nó rất kém. Thì khi mà các bạn có khả năng học tập kém, có nghĩa là các bạn sẽ không thể gọi là thích nghi với những cái tiêu chuẩn mới, với những cách làm việc mới, với thế giới mới đâu. Tương lai nó bất định, đúng. Nhưng mà nó không phải là không có những cái hints, không có những cái chỗ mà người ta chỉ cho mình, đúng không? Thành ra nếu mà đã có những ai đó, người ta đi trước, người ta đi tiên phong và người ta đã có bài học cho mình, thì cái nhiệm vụ của mình chỉ là học thôi. Và học ở đây thì như mình nói là có thể học bạn bè, có thể học thầy cô, có thể học trường lớp sách vở, có thể học thông qua công việc, có thể học bằng việc bạn dấn thân làm những cái dự án, những cái đồ án, những cái đề tài hoặc là những cái bài tập mà cấp trên giao cho bạn. Rất là khó, đúng là khó thật, nhưng từ cái khó đó bạn mới ló được cái khôn. Và khả năng học tập là một điều mà mình nói rằng là tiên quyết luôn để bạn có thể sống còn và phát triển trong cái thế giới tương lai. Kể cả các doanh nghiệp như bọn mình cũng vậy, mình đi làm nhân sự 18 năm nhưng tới thời điểm này mình vẫn thấy nghề nhân sự là một nghề quá khó, còn quá nhiều thứ mình không biết trong cái nghề của mình. Nên mình vẫn phải tìm hiểu, tích lũy và học rất là nhiều. Thậm chí là mình cho rằng để làm một người nhân sự chuyên nghiệp có đẳng cấp thì bạn phải học cả về marketing, về communication, về finance, về supply chain, về production, về kaizen, tất tần tật những thứ mà nó bổ trợ thêm cho bạn cái sự hiểu biết về những cái công việc khác. Thì lúc bấy giờ bạn mới sàng lọc được, bạn mới tuyển dụng được đúng người, bạn mới biết phát triển người ta cái gì. Còn nếu mà bạn chỉ đắm chìm trong cái thế giới của nhân sự không thì nó không đủ. Nên kể cả một người làm nhân sự như mình cũng phải học rất nhiều các bạn ạ. Rồi và cái thứ ba, cái yếu tố thứ ba thì cái này nó hơi hẹp một chút, nhưng mình nghĩ nó sẽ là cái lợi thế cạnh tranh của tất cả các bạn nếu về sau này. Một là các bạn phát triển sự nghiệp, hai là các bạn khởi nghiệp. Nó chính là data driven mindset and skill set. Nghĩa là bạn phải có cả tư duy lẫn là kỹ năng xử lý số liệu, số hóa, phân tích dữ liệu. Thế giới người ta nói nhiều về big data, người ta cũng nói nhiều về small data, đúng không? Vấn đề là đối với mình, đừng nói gì quá cao siêu, big data rồi này kia nổ nó quá cao siêu. Tuy nhiên, các bạn phải đọc số, hiểu số, chơi với số, ăn với số, ngủ với số hàng ngày. Và khi các bạn ra quyết định, các bạn lựa chọn hay là các bạn muốn làm bất cứ một cái proposal nào, đề xuất nào thì chắc chắn là không thể thiếu số hóa, số má. Số ở đây là mình đang nói về dữ liệu và cả dữ kiện. Thành ra tất cả những cái đó nếu các bạn đã trang bị từ sớm thì sau này các bạn sẽ có cái lợi thế rất lớn. Và bản thân mình mặc dù làm cái nghề nhân sự các bạn, thì người ta hay nói nghề nhân sự thì thiên về con người, people oriented, là human, put human at the center, đúng không? Đưa con người vào trong cái gọi là trong cái trọng tâm của tất cả mọi cái vấn đề. Nhưng mà đối với mình cũng vậy, mình cũng vẫn phải
đưa con người bằng cách là phải đọc được rất nhiều cái chỉ số liên quan tới con người đó, chứ không phải là mình cảm giác chung chung được, mình không cảm tính được. Ví dụ như một bạn nhân viên được đánh giá là high performers, tức là có thành tích tốt, đúng không? Hoặc là high potential, tức là có tiềm năng tốt, thì cũng phải có số đi theo. Chứ không thể là ồ bạn này dễ thương quá, ngồi nói chuyện có duyên quá, gặp nhau có cảm tình quá là coi như đánh giá bạn đó là có tiềm năng. Dạ. Rồi một bạn mà đang gọi là muốn lên lon lên chức, thì chắc chắn suốt toàn bộ cái quá trình làm việc của bạn đấy, bạn tạo ra được thành tích gì, kết quả ra sao, và bạn có những cái lỗi lầm nào, sai phạm nào trong quá khứ, lịch sử của bạn ra sao, tất tần tật những thứ đó. Đối với những người hành nghề nhân sự như mình thì mình đều phải tracking, mình đều phải lưu vết, và mình có một cái nó gọi là people matrix. Tất cả những cái chỉ số liên quan tới con người tụi mình đều phải thu thập, và dựa vào đó mà càng ngày những cái quyết định của mình nó sẽ càng mang cái xu hướng là logical. Dĩ nhiên nó sẽ có cái phần gọi là EQ để mà mình gọi là cảm nhận, rồi mình cảm giác, mình cũng phải dựa vào cảm giác rất là nhiều nữa. Nhưng mà bên cạnh đó, việc ra quyết định bây giờ nó cũng phải dựa vào số má. Thành ra nếu các bạn nhớ ha, Growth Mindset, Learning Agility, Data Driven Mindset và Skill Set, thì ba cái ý đó là ba ý mà đối với mình là mình rất là quan tâm. Mình rất là quan tâm, và thật sự là nếu bạn trẻ nào mà có được sở hữu được những thứ đó thì mình nghĩ các doanh nghiệp khác cũng sẵn sàng mở cửa chào đón các bạn, và thậm chí là đẩy các bạn đi lên bệ phóng rất là xa luôn. Rồi, em cảm ơn chị Trinh. Xin mời chị Từ Ngay. Cảm ơn chị Trinh, nãy giờ đang nghe rất là say mê và cũng có những cái nó đến trong đầu. Thì phần chị Tuyên An ghi nhớ rất là rõ những cái lời của chị Trinh dặn, thậm chí không phải dặn các bạn mà dặn luôn cả chị Tuyên An nữa. Cứ bear in mind là Growth Mindset nè, Learning Agility nè, và Data Driven. Và cái cụm từ chị Tuyên An thích nhất đó là Storytelling. Các bạn kể những câu chuyện. Và còn với phía chị Tuyên An á, trước khi mà trả lời câu hỏi của Đào khá là hay, thì chị Tuyên An bật mí với các bạn tí xíu. Chị là một trong những người khá cũ của Văn Lan. Chị học K6, tụi em đến nay là K22, thì có nghĩa là cách chị mười mấy K đó. Và cũng nhờ cái trải nghiệm nó dài như vậy á, thì chị An cũng nhìn được cái quá trình lớn lên từ nhỏ của Văn Lan, chi nhánh 1 thì kế bên nhà chị Tuyền An là ở bên người Khắc Nhu. Chi nhánh 2 là khi mà vừa xây lên là chị Tuyền An về trường là ở bên Phan Văn Trị. Và khi mà về đây, thật ra cái lúc mà về dự cái ngày lễ khai khánh thành trường nè, rồi 20 tháng 11 năm ngoái nè, cái đầu tiên đến trong đầu chị Tuyền An là gato. Tức lắm, nói chung là sao hồi đó lúc mà mình học trường không có được như vậy, không có hiện đại và có cái thư viện lớn như vậy. Nếu mà mình được cung cấp những cái cơ sở vật chất như vậy, chắc là bây giờ mình khác rồi, chắc là mình thành công sớm hơn nữa. Và đó chính là cái advantage hay là cái thuận lợi mà trường đang đem đến cho các bạn Văn Lan ngày hôm nay mà mười mấy năm về trước chị Tuyền An không có. Nhưng mà bên cạnh đó thì chị Tuyền An cũng khá là hiểu những cái sinh viên của trường, bởi vì chị Tuyền An cũng đang nhớ lại, nãy giờ nghe các chị nói chuyện thì cũng đang đâu đó hồi tưởng lại là cái Tuyền An của mười mấy năm về trước như thế nào. Cũng ngây ngô, cũng ngây thơ, và cũng nhìn mọi thứ rất màu hồng lắm đó. Và cũng có những cái, và cũng may thêm một cái may mắn nữa là chị Tuyền An chọn được đúng cái nghề, đó là cái nghề thu hút nhân tài, hay còn gọi là tuyển dụng. Và sau rất là nhiều năm làm việc cho Việt Nam thì chị An cũng đi rộng hơn tí xíu, làm việc với những cái chuẩn mực của global, của thị trường quốc tế, thì cũng có những cái đó nó gần gũi hơn để chia sẻ với các bạn. Cái mà đầu tiên mà chị Tuyền An nghĩ rằng là góp nhặt lại những cái gì mà anh chị em mình vừa chia sẻ, nó đâu đó nó không có tránh khỏi cái kỹ năng đầu tiên á, mình hay gọi thường nó là giao tiếp, communication. Thường thì mình nói, ví dụ khi mà nói là tôi có đi phỏng vấn ứng viên, các bạn nói là em khả năng giao tiếp của em rất tốt, tốt level mấy? Nói tốt là phải chuyển ra số, như là chị Trinh hỏi là em 3 điểm hay 5 điểm trên cái thang điểm của communication. Và em communication bằng cách gì, và cái gì chị tin rằng là em đo lường được cái giao tiếp của em là tốt? Không phải tiếng Anh của em IELTS 8 chấm có nghĩa là em giao tiếp tốt.
em có influence được người khác hay không, em có gây ảnh hưởng được người khác hay không. Hoặc có những cái thống kê rằng khi mà nói về giao tiếp á, mình có 3 loại giao tiếp đúng không? Có loại giao tiếp đầu tiên là nghe và nói trực tiếp. Nhưng mà chị sau khi mà có con á, thì chị rút ra một cái kinh nghiệm rằng là con chị nó không có thích dạy theo kiểu ngày xưa ba mẹ chị dạy chị là nói bên đây đi qua bên kia. Con chị nó chỉ thích chị dạy bằng sách, nó chỉ thích dạy bằng những gì nó thấy và những gì nó nghe. Và bởi vậy một trong những cái cách giao tiếp thứ hai nó là cái phần gọi là body language. Như ngày hôm nay cái ý mà chị em sẽ chia sẻ với tụi em đó là cái phần digital body language, là một trong những cái skill mà chị Tuyền Trang nghĩ rằng là không phải chị, không phải các em sinh viên mà là tất cả những anh chị ở đây cũng phải improve nó. Mình sẽ phải là một trong những master về body language lẫn digital body language. Ví dụ như là chị em và anh Thắng chơi với nhau cũng nhiều năm rồi, không cần nói chuyện nhìn nhau cũng hiểu, chứ không cần phải nói, nhiều lúc nói xong cũng chưa chắc là hiểu. Đúng không ạ? Và nhiều lúc á, chị Tuyền Trang con ngày xưa có ghét anh Thắng cũng chỉ vì không hiểu anh Thắng. Và tự nhiên cái do mình đã có những cái rào cản về cái cách hiểu nhau, về ngôn ngữ rồi, cái mình xa nhau, cái mình ghét nhau, cái mình không hợp tác với nhau, rồi càng ngày mình đi hai cái con đường song song. Và một trong những cái hay của công nghệ đó là giúp cho mình nhanh chóng, giúp cho mình mọi thứ, nhưng nó cũng vô hình thành nên một cái cách giao tiếp, đó là digital body language, digital communication. Và nhiều lúc chúng ta chưa học được cái cách mà chúng ta nên trở thành một cái nhà ngôn ngữ cơ thể qua digital, và nên digital như thế nào. Và cái đầu tiên chính thể hiện trên cái CV của các bạn hay cái resume của các bạn. Là một cái người đã từng có kinh nghiệm làm rất là nhiều CV cho bản thân, làm phụ bạn bè chút, rồi cũng đọc CV, thì chị Tuyền Trang sẽ không đánh giá cao những cái CV mà thứ nhất là viết như là viết luận văn, dài dòng lễ kể lễ một cái CV 6 trang mai đọc hết. Rồi xong tới những cái CV là bây giờ các bạn sướng quá mà mở Microsoft Word ra hoặc là mở Canva ra có sẵn template. Chị Tuyền Trang cũng sẽ không quá prefer những bạn mà template hóa. Các bạn, chị Tuyền Trang thấy các bạn thiếu sự sáng tạo, hay các bạn đang làm những cái gì anh Thắng vừa nói, khi mà các bạn đang dán nhãn người khác vô mình, và các bạn không có một cái màu sắc riêng cho cái CV của chính mình. Các bạn đang bị hoài đồng, mà các bạn quên rằng là CV cũng là một cái vòng ứng tuyển. Tại sao giữa 100 CV mà nhà tuyển dụng chọn CV bạn phỏng vấn mà không chọn CV của người khác? Một cái CV ghi cái chữ address với một cái CV dán một cái dấu, cái icon định vị vô, tự nhiên nó khác liền hả? Mà còn dán những cái màu sắc nó rất là eye-catching nữa. Cái cách viết nó thông minh hơn. Thay vì bạn viết ngày tháng năm sinh, bạn bỏ cái calendar, cái hình, cái emoji vô hay gì đó, tự nhiên cái nó ảnh hưởng cao hơn. Và nó cũng chính là digital body language. Hay nhiều lúc bạn viết có những cái chị Tuyền Trang viết cho nhân viên chị Tuyền Trang, xong rồi bạn bắt đầu bạn đi chat chít với các bạn xung quanh. Bà nói về ý là gì? Bà đang giận hả? Mà nhiều lúc là chị An bận quá, chị An nói bạn viết cái email khá dài, chị An nói qua phòng chị An đi. Cái vậy là rung, bắt đầu là mất bình tĩnh, nó bắt đầu suy diễn trong người những cái câu chuyện rất là hay, nhưng mà vô không có gì hết. Tự diễn thì cái lỗi đầu tiên là cái lỗi chị Tuyền An truyền cái thông điệp nó không có rõ ràng, nó thiếu cái cảm xúc trong cái email của chị Tuyền An. Ví dụ chị An chịu thêm tí xíu nữa, ok chấm than hay là cái mặt cười bằng cái hai chấm hay là cái ngõ ngoặc thôi, thì các bạn sẽ nhẹ nhàng hơn và câu chuyện nó sẽ hiệu quả hơn. Và cái đó cũng là cái mà chị Tuyền An muốn các bạn, rằng là các bạn đã có những cái cơ sở vật chất, đã có những cái được đào tạo, được ba mẹ hỗ trợ rất là nhiều cho cái background của mình. Nhưng mà anh chị ở đây thì ngày xưa không có được như vậy, chính vì tụi chị Gato. Vậy tụi em phải là người close cái gap giữa cái body language, cái communication cho các anh chị bằng cách rằng là chị An ơi, nếu em là chị, mai mốt chị bỏ cái emoji vô cho em bớt áp lực. Có nghĩa là hồi nãy có một cái ý của chị Trinh đó, chị cũng muốn binh tụi em tí xíu, xin lỗi chị Trinh, là thực ra là không phải là mấy em nó chỉ là job hopper không đâu. Một phần là job hopper thì đồng cỏ bên kia bao giờ cũng xanh hơn đồng cỏ bên đây. Nhưng một cái nữa, thật ra các bạn trẻ, nhất là các bạn của Văn Lang, rất dễ kiếm được việc. Nhưng các bạn rất khó để giữ được công việc của mình, các bạn trẻ ngày hôm nay. Lý do là các bạn đang nghe rằng là ok, dưới 30 tuổi nên tìm cho mình một người sếp tốt. Hoặc vô, ok, nó không như mình mong đợi, lý do nghỉ việc ghi vô vỡ mộng. Đúng không? Hoặc là
bực quá, nhiều cái process quá, hoặc là ông Thắng bà An chị Đào kỳ quá, micro quá vân vân. Vậy thì có nghĩa là cái nó bị cái rào chắn về về cái cách hiểu nhau về thế hệ tư tưởng và cũng là cái loại communication. Vậy thì mình thứ nhất là nếu mà chị An chưa hiểu các em, chị Trinh, chị anh Thắng thì chị Đào chưa hiểu các em phải nói cho các anh chị hiểu. Nhưng dĩ nhiên các anh chị cũng hơi có tuổi rồi, cho nên nhiều lúc mình lựa lời mà nói tí xíu, mình nói tí xíu hài hước hay là lựa lúc mà vui vẻ. Chị em đang hiểu gì có đúng hay không, cái cách mình nói á. Chị cái làm cho mọi thứ mình đã rất, mỗi lần tìm việc mất mấy tháng, rồi phỏng vấn, rồi bao nhiêu kỳ vọng, bao nhiêu tình yêu đi vô rồi đi ra mà nó tổn thương nó kỳ. Mình phải trị bệnh cái đã, trước khi mình đi tìm một cái chân trời mới, mình mở lòng với nhau, mình nói chuyện với nhau, giúp cho các anh chị hiểu tụi em. Và hoặc là các anh chị ở đây, mình có bạn bè hay là mình cũng làm cái vị trí này rồi, thì mình cũng nói lại với các anh chị hiring manager hay line manager là chấp nhận những cái quá trẻ của các em nó, và mình chịu khó trong cái phần truyền thông nhiều hơn. Em nó không hiểu role mindset là gì, learning agility là gì, thì có những cái gì đó dán trong thang máy ở đâu đó cho mấy em nó hiểu. Thực ra là hai bên cùng cố gắng, nhưng mà dĩ nhiên là anh chị thì bận hơn, cho nên là các em thì phải cố gắng nhiều hơn nữa ha, để mình có thể là gặp nhau và có cái công việc nó ổn định, nó lý tưởng hơn. Ngoài cái phần mà định hướng trong công việc thì các em cũng phải có một cái thứ hai, cái skill thứ hai chị Thuyền An muốn nói ha. Cái đầu là Digital Body Language, cái thứ hai là chị Thuyền An rất thích trong cái bài đọc gần đây, đó là Leading Like a Futurist, có nghĩa là lãnh đạo như một nhà tương lai. Và để lãnh đạo cho một nhà tương lai thì nó bao gồm cái ý của anh Thắng và chị Trinh, có nghĩa là mình phải aware được bản thân mình. Mình không biết ngày mình hôm nay, mình không có thiết kế, mình không có thiết lập một cái mục tiêu, thì mình biết tương lai mình là ai, làm sao mình lãnh đạo, và mình có biết rằng là xu hướng nó là gì hay không. Hôm qua kia con chị Tuyền An kể một cái câu chuyện mà Tuyền An cũng hơi giật mình. Nó nói mẹ có biết là hôm bữa giờ mình đọc Homo Sapiens đúng không, khá là nổi tiếng cuốn sách đó, mà mẹ có biết sâu tiến hóa của con người sau Covid là gì không? Là cơ thể của mình, phổi nó sẽ to hơn và nó sẽ có nhiều cái giống như là nó gọi là cái hair hay cái gì đó, nó sẽ dài hơn để nó protect cho cái phổi của mình. Chuyện đó mình chưa nghĩ tới. Và đó, cho nên là ok, con, những các bạn trẻ, các bạn nhìn được cái future thì mình sẽ lãnh đạo cái future như thế nào, mình thiết kế mục tiêu như thế nào cho nó phù hợp để mình không hỏng chân và lỡ mà có những cái Covid lần 2, lần 3 mình vẫn survive được. Và tiếp theo cái ý mà Leading Like a Futurist á, nó có một cái phần nữa, đó là cái phần mà population, nó cũng nằm trong cái megatrend, và aging có nghĩa là cái generation. Hồi nãy các anh chị mình có nói em rất thích là Gen Z mà chị Trinh vừa nói. Về phía em thì em có research là ngoài Gen X, Y, Z sắp tới chỉ còn 2 năm nữa là tới Alpha rồi. Tại sao Alpha không còn generation nữa? Nhưng có một cái generation khá là hay, nó sẽ connect hết, nó sẽ heal, sẽ giải quyết được vấn đề, nó close cái gap của tất cả các generation. Thì đó là Generation C. Và cái C ở đây nó là community, nó là connection và lớn nhất là creative. Đó. Và có một cái vui nữa là khi mà nói về Generation C thì các bạn cũng nói về những cái thế hệ mà nó được sinh ra và nó sống trong cái thời Covid, thì Generation C nó cũng đại diện cho Covid. Và lúc đó thì nó ảnh hưởng ngược lại những cái hành vi của những người còn lại. Tuy nhiên các bạn cũng đang khá là tự hào bởi vì tôi là Gen Z, tôi thông minh hơn, tôi nhạy cảm hơn. Nhưng mà các bạn phải luôn luôn bear in mind rằng là các anh chị tuy là có già đó, nhưng mà ta nói gừng càng già còn càng cay. Sẽ có rất là nhiều cái hay, giống như là không xa lạ đúng không? Cái lúc mà mình nhận được cái phiếu đi chợ thì ba mẹ mình thì bình thường, chứ ba mẹ nó ui cái này ngày xưa có rồi, đúng không? Có nghĩa là hình như là mình đang đi ngược chứ không phải là mình đi hiện đại. Hoặc là có những cái mà ba mẹ đưa ra những cái lời khuyên rất hay, con đừng có mua mấy cái thư linh tinh đó, con mua cái này nè. Tại ba mẹ đã quen với cái chuyện chiến tranh, với cái chuyện bất ổn và có những cái phòng bị như thế nào, và ba mẹ sẽ đưa ra những cái lời khuyên. Hoặc là thấy cái model gừng chanh xả nó khắp nơi, đúng không ạ? Trước khi mà có thuốc Covid gì này nọ thì đó là những cái nó được truyền, nó là những cái bí kíp truyền lại từ những người lớn hơn. Tương tự như vậy thì hy vọng rằng là mình sẽ cố gắng, mình thay vì mình cứ là Gen C, mình cứ là Gen Z, mình cứ là Gen T, mình cứ là Gen S, Gen Y, thì mình hãy cùng nhau mình là
Gen Z hoặc là Gen T, có nghĩa là mình dùng công nghệ với nhau, mình hướng dẫn cho nhau, mình connect với nhau để mình cực, nói chung giống như là câu chuyện bó đũa đúng không, cứ đoàn kết thì sức mạnh nó sẽ lớn hơn, thay vì rằng là mình chỉ có mình back down về là ok bực quá chịu không nổi nghỉ đi tìm nơi khác. Thực ra nơi khác nó cũng sẽ có những cái hay và những cái không hay. Và có thêm một cái ý nữa là em cũng bắt vào cái ý của chị Trinh á, có hai hướng là đi làm thuê hay là khởi nghiệp. Đó là một cái đặc thù, một cái đặc sản của Văn Lang. Đa số học trường Văn Lang thì nhà cũng có những cái cơ sở có điều kiện, cho nên là không biết cô như thế nào, chứ lúc mà em học các bạn cùng lớp em á, lý do chọn Văn Lang và chọn tại vì các khoa quản trị kinh doanh là học để về điều hành doanh nghiệp ở nhà là về luôn, hoặc là đi làm cũng cao lắm là năm, không có làm nhiều hơn được. Hoặc là thậm chí ở nhà em ngày xưa cũng có một cái cơ sở cơ khí và mới đi làm được có 6 tháng mẹ sót. Ở nhà mẹ không có la mà đi vô thấy sếp la, thấy cái mặt về cái mặt nó bị tụt mút. Rồi xong rồi hoặc là lãnh lương tháng có mấy trăm vài triệu thôi mà làm ngày làm đêm, bệnh tới bệnh lui, mẹ sót, đi về đi làm cho mẹ, đi làm chi. Nhưng mà thật ra nếu như mà mình không có cái trải nghiệm là một cái người nhân viên dở lẫn một cái người nhân viên giỏi, mình không thể nào trở thành một cái người lãnh đạo giỏi. Cho nên là về phía chị Tuyền An thì cứ khuyên các bạn rằng là các bạn cứ đi làm, cứ trải nghiệm cái đã, rồi hãy về khởi nghiệp. Và tại vì mình đã khởi nghiệp thì dùng cái vốn của gia đình, ba mẹ cũng chắc chiêu, cũng dành dụm, vậy thì hãy để cái vốn đó nó được lớn lên một cách nó hiệu quả và nó có ý nghĩa, có giá trị cho cộng đồng. Và hoặc là giống như chị Tuyền An cứ đi làm thuê, nhưng mà khoảng 5-7 năm trở về đây thì năm nào chị Tuyền An cũng về trường, mà cứ về là vừa ngưỡng mộ mà vừa có gato, các bạn thông cảm. Cảm ơn chị Tuyền An chia sẻ rất là nhiều cho các bạn. Nãy giờ khi mà nghe chị Tuyền An với chị Trinh chia sẻ thì em cũng muốn xin dành sân khấu một chút xíu là em muốn kể một cái ví dụ để các bạn hiểu tại sao mà cái câu chuyện về communication hay là growth mindset nó quan trọng đến vậy. Là trước đây cái lúc mà nếu mà có bạn nào mà để ý cái lúc mà đầu tiên chúng ta mua hàng online, các bạn lần đầu tiên nghe điện thoại của shipper, và bây giờ không biết các bạn có bạn nào để ý không, là rất là khác. Tức là hồi xưa gọi xong anh ơi xin lỗi em không có đây em lấy được, kỳ cục vậy, kêu hàng mà không nhận lấy la, mình nói ủa sao tự nhiên mình bị la vậy. Đó. Nhưng mà bây giờ nha, có những bạn em công nhận rất sáng tạo, gọi em ơi chị lỡ đi ra ngoài rồi, bây giờ chị không nhận hàng được, chị đang ở đâu vậy em ship qua cho chị được không, hay là chị book Grab cho em đi, book với là bạn đó đang ở nhà em đang ở một cái chỗ khác, bạn nói chị ở đâu chị book đi em đưa qua cho, hoặc là thậm chí là các là bạn rất là linh động. Và thậm chí là bạn mình nói mình đi rồi, cái mình nói bạn nói là thôi để em cho em năn nỉ rồi bảo vệ em gửi lại cho chị được không. Thì những cái đó thật ra mình nghĩ rằng communication là mình đã biết rồi, giống như chị nói á, là nói chuyện mà ai không biết nói đúng không? Đúng. Còn nói tiếng Anh mà đặc biệt là mấy bạn mà nếu mà đã học những trường lớp rất là giỏi rồi thì đi ra là mình nghĩ rồi không thể nào mà. Em nói thật là đọc 10 cái CV, 10 cái CV đều sẽ ghi là khả năng giao tiếp tốt và thích giao tiếp, đúng không? Nhưng mà khi mà nếu như mà bạn đụng chuyện rồi á, bạn mới thấy. Và cái chia sẻ ở đây là hãy đừng để mình còn thua một anh shipper. Đó. Và thật ra tại sao anh shipper anh làm được cái điều đó? Bởi vì anh có một cái là cái growth mindset và cái compassionate, có nghĩa là cái khả năng anh thấu cảm với cái người nghe điện thoại, với cái người nhận hàng. Và anh biết rằng ở trong tình huống nào tôi cũng thể học được. Thì hồi nãy khi mà mọi người trao đổi với nhau về cái chuyện là khi mà tôi đi vô làm thì đúng, đến bây giờ ví dụ như mentee của em vẫn khuyên các bạn là 3 năm, 5 năm đầu em đi làm em đừng nhìn lương, em nhìn sếp em. Đó. Nhưng mà nhìn sếp ở đây phải hiểu rõ đây nè, không phải là phải có người sếp tốt thì mới học được. Thực ra cái người có growth mindset á là sếp cỡ nào cũng học được, đồng nghiệp cỡ nào cũng học được, quan trọng là mình phải biết mình muốn học cái gì. Đó. Thì cái đó là cái mà thực ra khi mà bạn có cái growth mindset á thì bạn ở trong môi trường nào bạn cũng sẽ có thể học được. Thì đó là tại sao mà các bạn sẽ thấy là cái phần chia sẻ của chị Trinh, cái growth mindset là cái tư duy phát triển và cái năng lực học á, nó đi rất là chặt với nhau. Hai cái này không tách được, tại vì bạn không có tư duy phát triển, bạn sẽ không có năng lực học. Tại vì vừa vô thấy khó cái là có nguyên cái rào cản rồi, là tắt điện rồi. Đó, thì không thể đi được tiếp. Thì là một cái khá là thú vị. Thì thật ra là cũng rất muốn là nghe cô Hạnh với anh Thắng chia sẻ thêm, nhưng mà tại vì bây giờ mình cũng 11 giờ rồi và có một số câu hỏi các bạn gửi về, nên là cho xin phép là Đào cũng chuyển sang phần Q&A.
thì thôi xin lỗi. Ok luôn. Thật ra thì trong một cái câu hỏi của các bạn ấy, thì hồi nãy giờ trong cái chia sẻ của mấy anh chị em mình thì cũng đã nói được là bạn hỏi là tâm thế một người gần ra trường và mới ra trường cần phải có là gì, làm sao để tìm được và luyện được những điểm khác biệt với những lao động khác và những điểm nó cực kỳ có giá trị trong công cuộc phát triển sự nghiệp. Thì Đào nghĩ là cái phần chia sẻ xuyên suốt nãy giờ của anh Thắng, chị Trinh, chị Tuyền An là nói rất rõ rồi. Và có một cái điểm nào chị muốn chia sẻ thêm để các bạn để ý thôi, là nếu các bạn để một chút tất cả những gì các anh chị nói nãy giờ toàn là mindset không mà các bạn, nó không có skill set. Và cái đó là cái điều mà mình sẽ phải điều chỉnh chút xíu cách mình tiếp cận vấn đề. Trước giờ chúng ta đi tìm kiếm là kỹ năng, chúng ta phát triển kỹ năng gì, nhưng cái thế hệ sau, cái đòi hỏi mới nó nằm ở chỗ cái mà bạn hỏi đây nè, cái gì mà cực kỳ có giá trị trong công việc phát triển sự nghiệp, cái gì mà một doanh nghiệp họ sẽ chọn bạn ngay lập tức và họ sẽ chấp nhận bỏ qua tất cả những thứ khác. Đó là mindset, đó là khả năng bạn tư duy. Cái này em nói thì có chị Tuyền Hải và chị Trinh, thì hai người có gì thì có thể góp ý thêm. Là hồi xưa thì có một số anh chị nhân sự cũng nói với em là thật ra em là dân khởi nghiệp mà em không có đi làm professional công ty lớn ngày nào hết trơn á. Thì lúc đó có một cái bạn là nhân sự của em, thì bạn chia sẻ hồi xưa bạn làm công ty lớn, thì bạn mới nói là các công ty lớn người ta tuyển người á, người ta tuyển vì mindset. Có nghĩa là bởi vì sao? Cái khả năng tư duy, cái lối tư duy là thứ không đổi được trong vòng ít nhất 5 năm. Nên không ai mà dại dột đi tuyển một cái bạn mà tư duy nó bị sai từ đầu. Họ sẽ thà họ chấp nhận tư duy bạn đúng, phù hợp với công ty, phù hợp với cái định hướng phát triển tầm nhìn công ty, và họ sẽ dạy bạn tất cả những thứ về kỹ năng. Chứ còn nếu như mà tư duy mà bạn nó sai từ đầu á, tại vì người ta hiểu rất rõ, những người mà làm nhân sự hiểu rất rõ là tôi không thể nào mà tôi thay đổi bạn được, ba má bạn còn chưa đổi được bạn. Trừ khi bạn có biến cố rất lớn. Đúng rồi, đó. Thì em nghĩ đó là cái mình trao đổi nãy giờ cũng nói được khá nhiều. Có một cái câu hỏi này mà xin phép là em dành cho Thắng, người đàn ông duy nhất của panel. Là bạn đọc câu hỏi Thắng sẽ hiểu tại sao dành cho Thắng. Một câu hỏi mà em và Thắng đi rất nhiều diễn đàn với sinh viên đều nghe, thì chắc Thắng cứ chia sẻ thôi, mọi người có thể chia sẻ thêm. Làm gì để tìm kiếm đam mê của bản thân? Trời ơi. Làm gì để tìm kiếm đam mê của bản thân? Chắc Thắng xin phép Thắng chia sẻ ở cái góc độ này. Nếu mà nói là đam mê thì sẽ rất là áp lực cho các bạn. Tại vì cái thứ đó nó không phải là một cái thứ mà ở bên ngoài để chúng ta tìm kiếm. Và nếu mà mình cứ lăn tăn cái câu chuyện là làm sao để mình tìm kiếm nó đó, thì chả bao giờ nó xuất hiện cho mình đâu. Nhưng cái mình cần tập trung đó là gì? Mình cần tập trung tới những cái mình đang làm, những cái sự chú ý của mình, năng lượng của mình dồn vô đâu, mình đang giỏi những thứ gì, và mình có tập trung mình làm những thứ đó hay không. Và mình phải quan sát được là bản thân mình nó có xu hướng làm những chuyện gì. Tại vì những thứ đó đó, nó sẽ góp nhặt từ từ để nó xây dựng cái thành công của chúng ta. Và từ từ nó củng cố lại cái sự tự tin của mình. Và từ từ tới một lúc nào đó, khi mà ai đó hỏi đam mê mày là gì, xong mình sẽ kể rất là rành rọt những thứ mà mình đã làm, mình đã đấu tranh để mình đạt được những thứ đó và nó trở thành thành quả của mình. Thì nếu mà nói là ok, mình tìm kiếm đam mê, thì bây giờ câu hỏi cho bạn đó là bạn đang chú ý cái gì, bạn dành năng lượng của bạn cho những thứ gì, và những thứ đó nó có gọi là phù hợp với xu hướng của thị trường hay không. Chứ không phải là ok, bây giờ xã hội sẽ trả tiền cho bạn một cái kỹ năng mà bạn vẽ tranh đẹp đi chẳng hạn, nhưng mà bạn không có dành thời gian cho cái việc bạn vẽ tranh đó, mà bạn chỉ thích vẽ cái gì bạn muốn và bạn vẽ những thứ mà nó thị trường không cần chẳng hạn. Thì bạn không có dành thời gian để bạn rèn luyện cái kỹ năng vẽ tranh của bạn tới một cái mức mà bạn vừa thích cái công việc đó và cái xã hội nhìn vô họ công nhận đó. Thì cái lúc đó là bạn sẽ không có cái thứ bạn muốn. Thì ở đây á, thì Thắng cũng xin lấy một ý một chút, đó là
thay vì bạn nói là bạn nên tìm đam mê á, thì bạn nên hỏi một cái thứ nữa, đó là mình có phải là một con người có uy tín hay không. Tại vì cái uy tín, cái danh tiếng của mình á, nó phụ thuộc vào gì? Nó phụ thuộc vào những cái hành vi của chúng ta làm, chúng ta cư xử với người khác với nhau, những cái chúng ta đạt được thông qua cái việc mà chúng ta làm việc vất vả đó. Thì bây giờ nếu mà cũng như là các bạn vô công ty các bạn làm 6 tháng chưa được gì hết trơn, các bạn nghĩ, các bạn nói là vỡ mộng hay là các bạn buồn gì đấy, nhưng mà rõ ràng công ty có những cái mong đợi nhất định các bạn. Và khi mà các bạn bị dán một đống nhãn về cái chuyện là đây là job hopper nè, đây là một cái bạn mà nhảy việc rất là nhiều, thì uy tín của bạn trên thị trường nó rất là thấp. Và ai sẽ dám trao cho bạn một cái niềm tin là ok, bây giờ có một cái công việc rất là quan trọng như thế này, tôi sẽ đưa cho bạn. Thì thay vì mình hãy nhìn những cái thứ mà mình không có kiểm soát được, thì hãy tập trung vào những thứ mà mình kiểm soát được. Thì những thứ mình kiểm soát được là gì? Về mặt tư duy của mình, chị Trinh có nói về tư duy cầu tiến. Mình có tư duy đa chiều nữa, mình nhìn vấn đề ở nhiều góc độ. Thì làm sao để mình có thể mình có được những điều đó? Em rất là đồng ý với chị An ở chỗ câu là rừng càng già càng cay. Tại vì nếu chúng ta nhìn lại được lịch sử nha, chúng ta nhìn lại lịch sử, chúng ta chả học được gì từ lịch sử. Cái này là một chuyện rất là buồn luôn á. Cái cách mà người xưa người ta xây dựng cái kim tự tháp tới giờ nó bị mất. Bây giờ chúng ta có biết là xây dựng kim tự tháp như thế nào đâu. Những cái ngày xưa ông bà tổ tiên chúng ta làm rất là hay ho, có nhiều cái nó bị đứt giữa đường rồi. Và những thứ đó là những thứ mà chúng ta phải tự buồn. Tại vì tại sao chúng ta không có giữ những cái thứ đó truyền cho thế hệ tiếp theo nữa? Xã hội phát triển và xã hội nó vận hành vì có những cái điều đó, nó được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Chúng ta tự hào về những thứ bây giờ và tương lai, nhưng mà chúng ta quên rằng có những giá trị trong quá khứ nó được bền vững và nó được rất là vững luôn, và nó sẽ là cái nền chúng ta đi mà chúng ta quên mất. Và điều gì xảy ra nếu mà chúng ta mãi kiếm ngoài kia những thứ mà nó không phải là cái nền của mình, để rồi lúc nào chúng ta nhìn lại chúng ta bị hỏng chân. Thì đó là cái mà Thắng xin phép trình bày cho cái phần hỏi của Đào. Thì không biết là mấy chị có bổ sung gì thì chị Trinh với chị Tuyền Anh có bổ sung gì không về câu chuyện đam mê? Tại vì Thắng nãy giờ nói là đam mê là cái điều mà em tập trung năng lượng nhiều. Nhưng mà đâu đó thực ra là Thắng đang khuyên á, là hãy đam mê thứ gì mà xã hội nó cần á. Mình đừng có đam mê cái thứ mà mình không sống được. Thắng thì một lời khuyên nó rất là thực tế, đến mức là mình nói thực dụng á. Thực tế mức thực dụng. Buồn cười lắm các bạn, khi mà mình nghe cái câu hỏi này xong ấy, mình nghĩ trong lòng chứ vậy nếu mà không có đam mê thì có sống được không? Đúng không? Nếu bây giờ cả cuộc đời tôi sống 100 năm luôn mà tôi cũng không phát hiện ra là tôi mê gì hết. Bởi vì cái gì thì tôi cũng mê, nhưng mà mê có chút rồi mê gián đoạn mà mê bằng nhau. Thì có sống được không? Liệu là có sống tốt không? Nếu tôi là một người như thế và tôi không bao giờ tìm thấy cái chân ái của đời mình ở đâu cả. Thì cái câu chuyện này nó làm cho mình nhớ tới ông già ở nhà, daddy ở nhà, ông ngoại năm nay 80 tuổi, và ông ngoại rất là mê nhảy đầm. Ông ngoại rất mê nhảy đầm, cho nên là tới độ tuổi này ông ngoại vẫn còn rất là khỏe mạnh, rất còn khỏe mạnh và minh mẫn. Rồi ông ngoại lại rất là mê học ngoại ngữ. Thể mà ở nhà con đứa nào đi học đại học á, học ngoại ngữ phụ, ví dụ như em Út mình học tiếng Tây Ban Nha, mình học tiếng Hoa, thì thể nào mấy cái cuốn sách đó sẽ được chuyển về nhà và ông ngoại sẽ tự ôm cuốn sách đó học. Có những thời gian á, là trong nhà có nuôi sinh viên á, các bạn học tiếng Nhật, ông ngoại cũng học tiếng Nhật. Rồi ông ngoại học vậy thôi, kiểu ông ngoại chỉ học và để học thôi, cho nên ông ngoại biết 5-6 ngoại ngữ. Tới một lúc cái đi chơi á, ông ngoại gặp người Liên Xô, ông ngoại nói tiếng Liên Xô, đi ra Vũng Tàu đó, bà Siva rồi này kia, mình ngạc nhiên, ủa ba học hồi nào vậy? Rồi mấy người bà con ở bên Pháp về, ông ngoại nói tiếng Pháp, ủa ba học lúc nào vậy? Con không biết luôn. Thì ra là ông ngoại rất là đam mê cái chuyện đó, nên là không ai xui khiến cả, và chỉ học để mà giao tiếp được với người nước ngoài thôi. Nhưng mà cái đó nó không có giúp gì cho cái câu chuyện mà Thắng nói, cả xã hội cũng không cần, để không ai tuyển ông ngoại để làm những cái công việc đó cả. Nhưng mà sống rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc với những cái sở thích đó của mình, hay còn gọi là đam mê đó.
Còn bản thân mình á, khi mà mình rơi vào cái nghề nhân sự này, mình đúng chữ là rơi vào luôn, tại vì trước đó mình đâu có biết nhân sự làm gì đâu. Thì mình làm xong một lúc, tự dưng mình thấy mình mê quá. Mình thấy nó khổ quá là khổ luôn, mà sao mê quá. Yêu. Mình khổ lắm luôn các bạn, tại vì sao? Tuyển một người vô, lúc nào mình cũng rất là trân trọng họ, nhưng tới một ngày đẹp trời, mình lại phải nằm trong một cái đội đi xử lý người đó. Đau lòng quá, tràn trề thất vọng luôn. Tại sao một người thanh niên ưu tú như vậy mà lại có thể nhúng chàm? Mình đau lắm, nhưng mà rồi sau đó mình lại phải tự vượt qua các cái cơn đau đó lần lượt để mình tiếp tục tin ở hoa hồng, tiếp tục tin ở con người, tiếp tục tin ở các cái thế hệ mà được mình truyền cảm hứng, được dẫn dắt, được đi vào cái con đường chính nghĩa, đừng đi vào con đường tà đạo nữa, kiểu vậy. Nhưng mà làm riết rồi tự nhiên mới thấy yêu nghề, mới thấy mê với lại cái nghề mình đang làm, mới thấy là mình càng làm thì mình càng cảm giác được lao động là vinh quang. Lao động là vinh quang. Và nhiều khi mọi người nói sao mà cứ lao mình vào trong công việc quá nhiều vậy, sao mà cứ phải thức đêm thức hôm vậy, sao mà lúc nào cũng nói về công việc một cách nó rất là nhiệt huyết vậy. Tại vì thật ra nó là mình luôn rồi, không có tách biệt ra được nữa. Không có tách ra là tôi cuộc sống ở bên ngoài tôi khác, còn cái cuộc sống ở trong công việc tôi khác, không có tách ra được nữa. Mà mình đã sống cái cuộc đời đó luôn rồi. Nên có thể nói là do mình đã làm và mình sống với cái nghề, thì sau một thời gian tự dưng là bắt buộc nó yêu nghề thôi. Yêu lúc nào cũng hay đâu. Cho em dịch ra tiếng Việt, dịch từ tiếng Việt sang tiếng Việt cái của chị Trinh cho nó dễ. Không biết em hiểu đúng hay không, hay em dịch thêm thôi. Đây là rất là cảm kích những cái gì chia sẻ của Thắng và chị Trinh, rất là đồng ý. Thì chị Thường An có bổ sung thêm tí xíu là thay vì đi tìm kiếm những cái đam mê, các bạn hãy đi tìm kiếm thứ nhất đâu là cái nguồn cảm hứng và đâu là cái giá trị mà mình có thể tạo ra. Nãy giờ những gì chị Trinh nói nằm trong cái đam mê đó, chính là cái đam mê được thành công, đam mê chinh phục những cái khổ đau và thấy mình tự hào về bản thân khi mình vượt qua. Đó cũng là một loại đam mê. Rồi cái đam mê thứ hai mà chị Trinh đang có đó là đam mê tạo ra những cái giá trị cho cộng đồng. Muốn những người xung quanh mình tốt hơn và mình cũng học được những cái ok, mình tuyển sai người và sau này mình sẽ không tuyển sai người. Hoặc là mình nên có những cái động tác gì cho cái người mình tuyển để họ không có bị sai. Đó, thì ngoài cái chuyện là đam mê để vui thì còn là đi tìm được cái giá trị, cái nguồn cảm hứng của mình để nó bảo toàn về cái mặt kinh tế. Tại vì nếu mà nói thẳng đam mê thì nó đi thẳng trực tiếp đam mê tới tiền, tới thành công. Rồi chị Thiên An nó thẳng ra là vậy đó, thực dụng. Nhưng mà nếu mà nói ra đâu là nguồn cảm hứng, đó, đâu là động lực, đó thì là tạo ra giá trị và những cái làm việc với con người. Hay là thử hỏi chị Hạnh xem, trước đây là chị làm kinh doanh đúng không ạ? Chị đi làm ở bên ngoài, sao tự dưng 2 năm trở lại đây chị lại mê đi dạy quá vậy? Đúng rồi. Khi mà đi làm á thì mới nhận ra rằng một cái gap quá lớn giữa một cái lực lượng lao động bước ra với doanh nghiệp. Doanh nghiệp mình khi tuyển người á thì hỡi ơi, nghĩa là thất vọng với 30 sinh viên thực tập, mình trả tiền rất là nhiều nhưng không làm được việc. Và cái dự án đó thì mình phải quay vòng để rồi mình kịp 2 tuần nữa mình bay đi nước ngoài mình trình bày cái dự án đó. Cho nên là cái một cái điều mà sau cái đợt làm doanh nghiệp đó thì mình bắt đầu cách đây hơn 10 năm là mình bắt đầu đi thỉnh giảng. Mình bắt đầu đi thỉnh giảng để mình hiểu xem là ở trường dạy gì ạ. Rồi dạ không biết dạy cái gì á, mà cái anh phó khoa đó anh nói mà tôi cam đoan với chị Hạnh là tôi đã giao hết 31 sinh viên khá nhất của khoa tôi về cho chị Hạnh rồi, nhưng mà chị Hạnh không sử dụng được. Thế thì cho nên là bắt đầu từ hơn 10 năm nay là đi thỉnh giảng, mặc dù lúc đó vẫn còn đi làm. Xong rồi một lần nữa thì đi vào một cái khoa, xin với cái anh trưởng bộ môn là cho chị Hạnh đi dạy. Chị hỏi lý do gì chị đang đi làm mà chị đi dạy ở khoa em? Tại vì á, trong công ty chị á có 6 nhân viên là của khoa em ra và nó gặp lỗi làm lỗi liên tục, cho nên bây giờ chị vô khoa em chị giảng để chị xem lỗi gì mà nhân viên chị giờ chị phải chịu và chị phải đánh giá. Trời ơi, từ mà hơi một chút vô tình thôi là phạm luật, vân vân và vân vân, rất là nhiều thứ mà doanh nghiệp mình phải handle. Chứ bây giờ chả lẽ mình phạt tiền các bạn ấy, ôi bao nhiêu lương mà cho vừa. Mình phải đi để quyết tiếp. Thành ra là xin với thầy là nhân viên chị có 6 đứa khoa em ra,
mà nó làm lỗi liên tục nha. Chị vô chị giảng thử, chị sửa xem để mai mốt chị nói những cái lỗi đó để sinh viên mình đừng có đụng đến. Thì đó là cách đây 10 năm là mình đi thỉnh giảng liên tục, mình thỉnh giảng rất nhiều trường. Và nhưng mà cũng trong hai cái khoa là quản trị rồi marketing thôi. Thì vì là mình học cái ngành đó rồi, nhỏ lớn. Thì khi mà đi giảng thì dần dần thì mới thấy thật ra thương trường là chiến trường. Nhìn thì hiền vậy thôi, chứ mà ra tới doanh nghiệp, ra tới thương trường là mấy rãi tâm anh nào cũng phải quải á. Tại vì sao? Mình làm việc bằng số má. Giống như là nói đây là dữ liệu. Và mình làm việc bằng kiến thức, bằng những gì mà mình học. Mình học ở trong trường và mình lấy những cái đó ra để mình đi làm việc. Thì thực sự là những cái đó, sau khi mà mình học Master Úc xong thì mình thấy mình cái hai level của mình nó lên. Level của mình nó lên là vì mình đã áp dụng cái kiến thức. Cho nên là đến khi mà tạm thời, khi mà mình muốn giải lao hay là mình muốn nhẹ lại, thì thật ra là mình vẫn có làm freelancer về business, về những cái development, những cái business ở nước ngoài. Nhưng mà thực sự thì mình mới thấy là thương trường là chiến trường. Cho nên là mình nói với sinh viên của mình là nhìn cô hiền vậy thôi. Thế nó nói dạ không có, không nhìn cô hiền vậy thôi. Chứ các bạn ơi, sau này các bạn ra thương trường á, thì các bạn sẽ phải hiểu là tại sao sếp làm mình. Bởi vì một cái lỗi nhỏ của mình tưởng nó nhỏ, nhưng mà đằng sau là các sếp mình đi giải quyết một cái hậu quả nặng nề. Cô đã từng là như vậy. Điều thứ hai, cái đó là cái điều mà khi mình đi làm á, thì cần một cái bạn, ông bà mình dạy một câu là biết mình biết người, chăm trận chăm thắng. Khi mà mình làm, mình đừng nói lên suy nghĩ, mà khi mà mình nghĩ là cái suy nghĩ đó là của mình, hãy đặt cái suy nghĩ đó là đồng nghiệp, là cấp trên, là một cái môi trường chung. Thì lúc đó cái suy nghĩ, cái phát biểu của mình nó sẽ đúng và người ta sẽ tôn trọng. Điều thứ hai nữa là rất là cần một cái behavior tốt, một cái thái độ tốt. Cái thái độ ở đây là gì? Khi mà mình gặp mình cái sự cố gì đó thì hãy cố ngồi mà phân tích lại lý do ở đâu. Rồi nếu mà mình phản ứng ngay lập tức á, chắc là mình sẽ sai nhiều lắm đó. Cho nên là cùng chia sẻ, như là các anh chị ở đây chia sẻ, đó là communication, là cái thông điệp để mà hiểu nhau hơn. Điều thứ hai nữa là khi mà ra thương trường á, thì và đến với doanh nghiệp á, thì chỉ mong các bạn là đến bằng kỹ năng, bằng thái độ và bằng kiến thức nho nhỏ của mình. Đừng nghĩ rằng mình đã có một vốn kiến thức bao la. Đừng nghĩ là mình học trường đại học xong là đã là tất cả. Bởi ra mỗi một cái môi trường mình sẽ phải học rất nhiều từ các anh chị kế bên, từ những người đồng nghiệp. Khi mà mình học được một cái công việc của người đồng nghiệp thôi, chẳng hạn như đi photocopy thôi, thì bạn cũng phải biết là bấm những cái máy nào, những cái nút nào để nó ra cái gì. Cái máy mà khi photocopy tự động nó sẽ attach luôn thành cái file, thành cái cuốn sách, thì mình sẽ bấm ra sao. Thế thì đó là những cái điều mà sinh viên mình sẽ phải học từ những cái nhỏ nhất, mà mình đừng nghĩ rằng cái đó là tay chân, cái đó là chuyện nhỏ. Bởi nếu không có chuyện nhỏ, làm sao có chuyện lớn. Một cái chuyện lớn toàn bộ nó là từ chuyện nhỏ thôi. Cho nên là các bạn hãy gọi là có một cái thái độ tốt, là một cái thái độ tích cực đó. Có nghĩa là khi mà mình có một cái gì đó chưa ổn thì chậm lại. Nếu muốn nghỉ việc, ở đó làm thêm một năm đi, rồi sau đó hãy hiểu là có nên nghỉ việc hay không. Chứ đừng có nếu muốn nghỉ việc mà nghỉ liền. Còn trừ khi các anh chị đuổi thì thôi. Còn nếu mà đang muốn nghỉ việc thì hãy ngồi lại để kiểm nghiệm lại xem cái muốn của mình có đúng hay không. Và thật sự là ai thì cũng là muốn thành công, muốn mình có một cái đời sống tốt, muốn mình có nhà cao cửa rộng. Thậm chí là có những bạn mà học ở nước ngoài thì các bạn ấy sẽ muốn là có tiền triệu này triệu kia đô la Mỹ để đầu tư ở dự án này dự án kia. Thế thì mình khi mà mình mới ra trường, hãy chia những cái mục tiêu lớn của đời người thành những cái giai đoạn nhỏ trong mỗi cái giai đoạn. Giả sử từ 20 tới 25, who are you? Bạn là ai vậy đã? Rồi từ 25 đến 30, 32 bạn là ai? Chứ mình không thể nào đem một cái hình ảnh của một cái chị sếp này để mình nói rằng 3 năm nữa mình sẽ như chị. Đâu có đâu, chị hai thứ tóc rồi, con chị lớn đùng rồi, chị mới như thế này. 3 thứ rồi, dạ. Tóc dựa lên. Dạ, cho nên là mình sẽ thấy là các bạn, mình sẽ chia nhỏ cái mục tiêu của mình ra. Và mình cố gắng đạt từng cái mục tiêu nhỏ. Thế thì mình sẽ thấy là, từng mục tiêu đó mình đã thành công, mình đã đạt được. Còn khi mà mình nhìn thấy một cái bức tranh lớn quá, mình đã từng có một cái cảm xúc là
khi mà có một cái bạn rất là trẻ, bạn ấy nói mình là sao cô sướng quá vậy, trời mình tụt mút luôn á, mình hết muốn nói chuyện với bạn ấy luôn, và sau đó là mình cắt liên lạc luôn. Là tại vì sao? Khi mà mình ở một cái tuổi 50, bạn ấy nhìn thấy mình sướng, bạn ấy đâu có biết là một quá trình từ 20 mấy cho tới 50 này mình là sao, mình là ai. Có những lúc mình đi mà bấp bênh là bởi vì thiếu ngủ, đi thiếu ngủ nhiều quá cho nên đi bấp bênh trên con đường, không biết là mình đang đi đường bằng hay mình đang đi xuống cầu thang hay mình đang leo núi. Thì bạn ấy chỉ cho một câu mình là sao cô sướng quá vậy, sau đó mình cắt liên lạc. Tại vì mình thấy một cái quá khứ của mình là mình không nói là mình khổ, nhưng mà mình nói là mỗi cái đều có những cái sự trả giá, đều có những cái sự nỗ lực để đạt được mục đích. Không có một cái ông bụt nào mà có thể mang mình lên, hay ông bà mình nói là không có thể nào mà chờ sung rụng được hết á, không có ngồi đó mà chờ cái gì được hết á. Mà những gì mình có thì đó là một cái nỗ lực của cá nhân mình. Cô. Tuy nhiên nó còn có trong hoàn cảnh nữa. Con người ta có số, dép giày cũng có số, giày quần áo có số thì thôi. Nếu người mình không được may mắn như bạn mình thì thôi, mình cũng thôi kệ, nhiều khi mình nghĩ thôi kệ chắc cái số đi. Hay là mình xui gì có thì mình nói thôi kệ, mất tiền của đi thay người. Thí dụ là như vậy thì cái thái độ mình nó sẽ tích cực hơn, và mình sẽ không có buồn, và từ đó thì mình sẽ cho mình những cái động lực để mà mình phấn đấu. Cô thương trường là chiến trường, vậy học đường là thiên đường phải không cô? Thật ra đó, Văn Lang rất là phát triển. Nếu như ngày xưa mà bạn đi học á, là 2 năm đầu tiên bạn sẽ phải học những môn mà hỡi ơi, đúng không? Yeah. Bạn sẽ chảy nước mắt luôn, và mới sao đi học mà khổ như thế này, đúng em không? Cấp cua. Nhưng bây giờ các bạn ơi, năm đầu tiên thì Văn Lang đã được học môn cơ sở ngành. Wow. Cho nên khi năm đầu tiên các bạn học vào cơ sở ngành thì các bạn đã thấy bắt đầu hiểu về cái ngành đó. Rồi sau đó thì Văn Lang lại cho là sau đó các bạn chọn chuyên ngành. Và cũng là để với cái thời đại ngày nay thì Văn Lang đã mở ra tới thương mại điện tử hay là digital marketing. Wow. Là những cái chuyên ngành mà ngày xưa chúng mình ở đây không hề được học. Em mình đây tổ. Cũng thế. Rồi gato nữa. Rồi lại gì nữa? Mở cái ngành các cái chương trình e-commerce có rồi, còn e-logistics chừng nào mới có. Chắc sắp tới rồi đó. Chắc là thầy Trung sẽ có đang có những cái chương trình đào tạo với nước ngoài, là các trường của Anh sẽ đào tạo về logistics của việc ở đây. Nhưng mà đừng có đào tạo logistics nữa, e-logistics cô ơi. MOU rồi, ký rồi, mới ký cùng đi cùng với phái đoàn của thủ tướng. Cái này nó sẽ là một cái chủ đề mà mọi người sẽ cần nhiều thời gian hơn để trao đổi với nhau. Thị trường đang rất là phát triển, rất là háo hức đúng không ạ? Mỗi năm là trường mình đều thay đổi cái chương trình đào tạo để mà phù hợp với yêu cầu của các doanh nghiệp. Bởi vì các doanh nghiệp các anh chị đã đang phải nỗ lực rất là nhiều, thì trường cũng cố gắng là lấy ý kiến của các anh chị để mà thay đổi cái chương trình. Và 3 năm gần đây thì chương trình đào tạo của khoa mình là 3 năm là 3 cái bản khác nhau. Thì đó là một cái sự vui cho các bạn là đang được những cái mà thật sự là cái thời của mình hay thời các anh chị đây là chưa có được. Bây giờ còn thời gian cho một câu hỏi cuối cùng, cũng là câu hỏi mà sẽ giúp mình wrap up lại chương trình. Tại vì từ sáng đến giờ thì khi mà các bạn theo dõi thì các bạn cũng thấy là chúng ta đi qua những cái xu thế lớn, ngay cả xu thế mang cái dấu ấn của Covid và xu thế mang dấu ấn của cái xã hội phát triển của mình. Và qua cái sự chia sẻ của các anh chị thì mọi người đã nói về cái góc nhìn của doanh nghiệp cần cái gì, đúng không? Và hồi nãy trong cái chia sẻ của cô Hạnh có một cái mà Đào phát hiện rất là thú vị, là thật ra là cô đã vẽ đường cho Hưu chạy rồi. Cô nói rất chi tiết là từng bước phải làm như thế nào. Lộ trình. Đó. Thì bây giờ có một cái câu hỏi của một vài bạn có gửi về. Các bạn hỏi là vậy thì các anh chị thấy rằng sau Covid thì đối với những cái ngành mà về kinh tế, thương mại, quản trị kinh doanh, marketing thì cái công việc cũng như là cái cơ hội á, nó sẽ thay đổi, biến động như thế nào? Ai trả lời trước? Chắc chị An trả lời trước đi. Cảm ơn câu hỏi của Đào và câu hỏi của các bạn ha, cũng làm khó các anh chị cũng vừa nghe vừa nghĩ luôn. Và câu trả lời của chị An cũng có thể tự tin nói với các bạn rằng là nó sẽ không thay đổi nhiều ở cái core của ngành, của chuyên môn. Nó chỉ thay đổi cái cách tiếp cận thôi. Và nãy giờ mình có nói, như chị Trinh vừa nói, e-logistics nó vẫn là logistics, nhưng nó thêm một cái cách tiếp cận là tiếp cận ảo, hay là bây giờ mình có metaverse đúng không?
đó, rồi mình có những cái mega trend đúng không, thì nó sẽ là digital, nó sẽ là auto hết, nó sẽ là virtual, nó sẽ được linh hoạt hơn, mobility, flexibility. Cho nên các bạn cứ yên tâm, và các bạn trước khi mà mình muốn phát triển, mình thay đổi gì đó thì như anh Thắng nói, cái nền, cái gốc vấn đề của mình phải chắc. Cái gốc nhân sự, hay là giống như các bạn vô ngành nhân sự như chị An và Trinh, thì cái đầu tiên là sẽ đi tìm về, thứ nhất là fundamental, thứ hai là philosophy, cái triết lý của cái ngành này là gì. Xong từ đó phát triển lên, nếu mà đi cái con đường HR thì là gì, còn traditional HR là gì. Vậy thôi, các bạn cứ học. Và chỉ có một cái là làm sao để học đúng, để học theo kịp á, theo trend á. Thì chị thì nghe có một cái lời khuyên nho nhỏ là các bạn cứ đọc tài liệu liên tục, đọc tài liệu mới, đừng đọc những cái tài liệu cũ nữa. Giống như hồi nãy chị Đào có chia sẻ là chị Đào rất là bị sốc khi mà đọc ra những cái future skill. Thật ra đó nó có năm 2015 rồi. Nó là future skill, nó định vị từ 2015 cho đến 2020. Còn bây giờ nó đã có future skill từ 2020 cho đến 2030. Vậy thì là các bạn thấy là tương lai cần gì? Như câu hỏi của anh Thắng. Và các bạn hòa nhập vào nó. Và để hòa nhập vào nó, chị Tuyền An có một cái lời khuyên kế tiếp là các bạn đừng đọc tài liệu bằng tiếng Việt không, mà hãy đọc, tập, đọc và hiểu bằng tiếng Anh, để nó giảm cái phần cảm tính và nó giữ được cái gốc của tài liệu. Các bạn không cần phải nói tiếng Anh giỏi 8 chấm, các bạn chỉ cần nói đúng từ và các bạn hiểu đúng cái ngữ cảnh. Và các bạn nhiều lúc nghe chị Tuyền An hay chị Trinh, người cô nói tiếng Anh, các bạn nói không được như vậy, nhưng mà chắc chắn các bạn đã hiểu cái chị nói gì. Và chỉ cần như vậy thôi thì nó sẽ là một cái nền tảng rất tốt, nó sẽ là cái đòn bẩy rất tốt cho cái core skill của các bạn. Core ngành của các bạn. Rồi, mời chị Trinh và mời anh. Giờ dừng lại cho anh Thắng nói trước. Đã, Thắng nhường mình đi rồi. Tìm bên trong. Hơi khó với em tại vì Thắng Trinh chia sẻ góc độ này, tại vì thực ra là cái sự nghiệp của Thắng nó hơi khác, có nghĩa là Thắng có 2 năm Thắng làm cho nhà nước, xong sau đó thì có 1 năm làm cho doanh nghiệp Việt Nam, 1 năm làm cho một MNC, và sau đó thì có doanh nghiệp luôn tới giờ. Thì sẽ rất là khó để nói là những cái ngành đó nó dịch chuyển như thế nào, nhưng mà cái mà Thắng có thể biết rất là rõ đó là cái nền của từng cái môn nó sẽ không có đổi đâu. Nó sẽ không có đổi đâu, nhưng mà cái cách tiếp cận nó sẽ khác. Ngày xưa có thể là mình làm mọi người sẽ thấy là mình từ nông nghiệp mình chuyển qua công nghiệp, thực ra nó thay đổi cái cách tiếp cận. Mình vẫn sản xuất lương thực theo cái cách đó, nhưng mà bây giờ mình làm nhiều hơn, thì cái cách tiếp cận nó sẽ làm cho chúng ta phải nâng cao cái năng lực của mình càng lúc. Và các bạn ở cái giai đoạn hiện tại thì các bạn vừa sướng và vừa khổ. Tại vì các bạn sướng là gì? Các bạn sướng là các bạn có công cụ, các bạn có công nghệ, các bạn có được những thông tin các bạn cần. Nhưng mà các bạn sẽ rất là khổ là vì các bạn phải có một cái áp lực là các bạn phải nâng cao bản thân mình liên tục. Và các bạn phải làm sao cho mình không bị bỏ lại đằng sau. Và những cái mà các bạn đang ở, thí dụ cái ngành của các bạn đang đi, thì thí dụ như các bạn có phải là chuyên gia một cái ngành đó hay không, và cái ngành đó nó sẽ đi lên hay đi xuống trong tương lai. Nếu mà các bạn lỡ mà các bạn ở trong một cái ngành mà không phải là cái trong tương lai nó sẽ là cái ngành không còn phù hợp nữa, thì bạn sẽ dịch chuyển cái ngành nghề của mình nó đi như thế nào, và làm sao để mình có thể chuẩn bị cho những điều đó, thì cái đó nó quan trọng hơn. Đó là ngành mà nghề. Dạ. Có nghĩa là mình hiểu là các bạn mới bây giờ khác với tụi mình ngày xưa, cái thời của mình á, công việc nó rất là ổn định, và hình như là cái tốc độ phát triển của mỗi người như cái thế hệ mình rất là chậm. Nhưng mà hiện nay là do công nghệ, do kỹ năng và do một cái tốc độ phát triển của xã hội nó cao quá, và nó sẽ khiến cho một cái nó sẽ rút ngắn các cái đời sống của các loại sản phẩm lại, và thế là cái công việc của mình cũng thế, nó cũng là một cái dạng sản phẩm dịch vụ, và như vậy các bạn sẽ cần phải update mình, cập nhật mình và thay đổi mình rất là nhanh để đạt mà ở trong công ty. Cái công việc đang đòi hỏi nhích lên thế này, chuyển qua cái kia, đẩy qua cái nọ thì mình có thể cập nhật được liền. Bởi cái đó, hồi đó khi mình được đi học ở trường đại học có mấy năm, mình không có được học những điều đó, thì các bạn sẽ phải tự học
để mà mình cập nhật mình, hay là giống như là Đào nói là để mà cái bánh xe lịch sử đừng có nghiền nát mình, thì các bạn sẽ như là Thắng nói là sẽ bị chịu một cái áp lực rất là cao hơn so với tụi mình ngày xưa, là các bạn sẽ phải nâng, tự nâng mình lên rất là cao hơn chịu. Ok, chắc là chốt show luôn ha. Gần hết giờ rồi, rất là cảm ơn các bạn kiên nhẫn ngồi tới giờ này để lắng nghe cái panelist này chia sẻ trò chuyện. Và mình cũng xin tóm gọn lại cái ý là nãy giờ chị An đã nói, cô Hành đã nói, Thắng đã nói, thì chị Trinh thì cũng đại diện cho một trong số những cái doanh nghiệp rất là trẻ ở Việt Nam, do người Việt Nam sáng lập và khởi nghiệp Việt Nam tới bây giờ năm thứ 9. Và vừa rồi có đàm đạo với một cái anh consultant ở một công ty lớn, thì anh nói là tụi em coi vậy chứ cũng già rồi. Thí dụ như bước qua năm thứ 5, năm thứ 6 thì còn nói là doanh nghiệp trẻ, chứ còn bây giờ bước qua năm thứ 9, năm thứ 10 thì cũng là doanh nghiệp già. Bắt đầu đi vào trong cái quỹ đạo của một cái enterprise, cho nên nó sẽ thiếu, nó sẽ bắt đầu đi thiếu dần những cái tinh thần của cái người mà khởi nghiệp và luôn luôn là mong muốn là sẽ thay đổi thế giới. Thì mình sẽ sợ rằng là mình rớt vào trong cái bẫy đấy. Mình rất sợ là công ty của mình nó sẽ mất đi cái DNA quan trọng của một cái công ty khởi nghiệp, và mình mất đi cái innovation, cái tính sáng tạo và khởi thủy, làm mới lại tất cả mọi thứ, định nghĩa lại tất cả mọi cái định nghĩa đang có sẵn, và gọi là dùng cái tư duy phản biện, cái khả năng phản tư của mình để lật ngược lại tất cả các vấn đề. Thế thì bây giờ trong cái thời đại bây giờ, cái xu hướng chuyển dịch thì mình thấy rất rõ rồi, công nghệ nó sẽ dần dần nó thay thế chúng ta ở một số cái công việc mà hồi xưa mình có thể làm, ví dụ như việc hành chính, giấy tờ gì đó, thủ tục gì đó, thì công nghệ nó sẽ thay thế hết. Và từ từ dần dần đó, nếu mà các bạn muốn có một cái sự nghiệp nó rực rỡ, nó phát triển, thì chắc chắn là các bạn phải xuôi theo cái xu thế công nghệ rồi, cái đó là điều tất yếu. Cái thứ hai, nhưng mà công nghệ nó cũng không thể nào thay thế được con người trong cái tính người. Con người trong tính người ha, nghĩa là humanity, nó vẫn là sẽ là một trong số những cái lợi thế của những bạn nào mà có được EQ tốt, có được khả năng thấu cảm với người khác, có được khả năng đồng cảm, có thể đi guốc được trong bụng người khác đó. Thì những cái đó các bạn vẫn phải tiếp tục trang bị và rèn luyện để bản thân các bạn vượt trội trong cái phần kỹ thuật này, kỹ năng này. Và dĩ nhiên là nếu như thế giới nó tiếp tục diễn ra Covid, chị Hạnh nói là trời ơi, mong Covid ngưng đi để cho thầy trò tôi gặp lại. Nhưng mà xin lỗi chị Hạnh, người ta cũng nói luôn rồi là chính phủ Việt Nam cũng nói luôn rồi là phải sống chung. Sẽ không có cái tình trạng là Covid Zero Case. Và mình cũng nhận ra được cái sai lầm của mình khi mình thực thi cái chiến lược là Zero Case Covid đó. Cho nên bây giờ mình phải tìm mọi cách để mình có thể sống chung, mình có thể hòa nhập với một cái thế giới mà trật tự mọi thứ nó đã thay đổi hết rồi. Thì thành ra là với cái xu thế đó, nếu mà các bạn vẫn sợ hãi, các bạn vẫn đóng cửa, các bạn vẫn bế quan tỏa cản, các bạn vẫn ngồi ở nhà, thì các bạn lại phải tích cực trong cái đoạn là cuộc sống digitalize của mình ra sao, để có thể tìm kiếm những cái cơ hội nghề nghiệp mà nó giúp cho các bạn vẫn được ngồi ở nhà, vẫn có thể phát triển sự nghiệp. Rất cảm ơn cái chia sẻ của chị Hạnh cũng như là chị Trinh, Thắng, chị An và cô Hạnh. Và cái chia sẻ của chị Trinh là cái phần chia sẻ cuối cùng cho cái trao đổi ngày hôm nay.